chương 1588, 10 15, năm, ầm, nhánh cây bắn thẳng đến mà xuống, phi thường chính xác đánh chúng vào ô thiên vương thiết côn bình, một cỗ kinh khủng cự lực truyền đến, ô thiên vương cánh tay kịch chấn, bàn tay xương cốt toàn bộ bị chấn đoạn, cây kia kình thiên gậy sắt thì bị hung hăng đập bay ra ngoài, tốc độ nhanh đến dọa người, bị nện ra ngoài vạn dặm hung hăng nện ở một chiếc hỗn độn thần trên thuyền, đem thần châu đều cho đập bay ra ngoài vài dặm Phốc, cường đại lực phản chấn, để ô thiên vương nội tạng kịch liệt chấn động, ô thiên vương một cái tụ huyết ép không được cuồng phún ra, một gương mặt mo trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn không phải là bởi vì thụ thương biến rõ ràng, mà là bị dọa đến, trong đôi mắt đều là hoảng sợ. Không chỉ là hắn, toàn trường sở hữu cường giả bao quát mị ảnh vương đều bị hù dọa, một cái nhánh cây có thể đem ô thiên vương gậy sắt đập bay, còn có thể đem ô thiên vương chấn thương, đây chính là lục ưng vương cũng làm không được. Giải thích duy nhất, xuất thủ người là phong đế cấp cường giả. Hiu 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 mấy cái phong vương cấp cường giả phản ứng rất nhanh thoáng cái tụ tập cùng một chỗ một gối quỳ xuống quát khẽ tham kiến đại nhân phong đế cấp cường giả thế nhân đã biết chỉ có bốn cái thiên giới bốn cái đại đế địa giới nhiều năm như vậy một mực chưa từng gặp qua có phong đế cấp cường giả sở dĩ mọi người bản năng tưởng rằng bốn cái đại đế bên trong lần thứ nhất giới thiên giới đại đế kia là nhân loại đỉnh phong nhất cường giả là tam giới nhân tộc thủ hộ thần ai gặp dám không quỳ xuống Bên kia đám người vây xem vội vàng đi theo sợ hãi quỳ xuống, toàn thân đều khuấy động không thôi, thế mà có thể nhìn thấy phong đế cấp cường giả xuất thủ lần này náo nhiệt thấy quá đáng giá. Rất nhiều người lại âm thầm kinh nghi, giang giật rốt cuộc là ai a à làm sao lại có phong đế cấp cường giả giúp hắn. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, giang giật cũng trầm mặc không bằng hắn không có quỳ xuống, mà là hít mắt nhìn qua hư không bên trên. Hắn có chút tinh thần hoảng hốt, luôn cảm giác nhánh cây này rất quen thuộc, tựa hồ ở đâu gặp qua. Một cái như vậy thuần phác hài tử, bị các người bức thành dạng gì? Một đạo phiêu miểu thanh âm vang lên, thanh âm kia tựa hồ theo cửu thiên chi thượng truyền đến, lại tựa hồ mọi người ở đây bên người vang lên, rất nhiều người lạng yên phóng thích thần thức, nhưng ở phụ cận cùng trên không căn bản không có phát hiện bất luận cái gì thân ảnh. Ngược lại các vị phong vương cấp cường giả lại không người dám dò xét, sợ chọc giận tới cường giả này mấy người nghe được câu này đệ nhất phản ứng liền là chẳng lẽ người này là lân hậu bởi vì thanh âm này là giọng nữ, bốn cái đại đế bên trong chỉ có một người là nữ. Bất quá tất cả mọi người hồi tưởng câu nói này về sau, nội tâm liên tục cười khổ. Thuần phác, hai chữ này dùng tại giang giật trên thân làm sao như vậy khó chịu tự liền địa sát phương đô ngượng ngùng hít mũi một cái, bất luận giang giật ở bên ngoài phạm sự tình, coi như tại địa sát giới cùng theo thiên tinh giới dò xét tình báo. Giang giật cho tới bây giờ cũng không phải là một cái thuần phác hài tử, hai tay của hắn nhuộm dần tiên huyết chết ở trên tay hắn người đã vô số kể. bất quá giang giật người này địa sát phương ngược lại là hiểu rõ, hắn xưa nay không kiếm chuyện bình thường việc nhỏ cũng sẽ không đi sau so đo. bất quá một khi chọc giận hắn, hắn lập tức trở mặt không quen biết, chưa từng sợ phiền phức quản ngươi là thiên vương lão tử nhi tử giết không tha. nghĩ kỹ lại địa sát phương lại cảm thấy thuần phác hai chữ cũng không sai, giống như giang giật là cái tiểu nhân vật không có tốt như vậy thiên tư, hắn đời này khẳng định tại một cái trong thành nhỏ thành thành thật thật sống hết một đời. Hắn có tuyệt đỉnh thiên tư, hấp dẫn rất nhiều nữ tử thích, đưa tới rất nhiều công tử ghen tị và chèn ép, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Không bị người ghen là tầm thường, thiên tài trưởng thành thường thường nương theo lấy gặp chắc trở cùng long đong, hoặc là chỉ có thể sách theo đau một đường giết tới, hoặc là chỉ có thể chết hiểu, không có lựa chọn nào khác. Đây chính là thiên tài số mệnh, bất kỳ cái gì hàn môn thiên tài muốn quật khởi, ai không phải đạp trên ngàn vạn thi cốt đi lên. Kia như cửu thiên giai điệu phi thường dễ nghe giọng nữ lại vang lên, cắt ngang địa sát phương trầm tư, một nhóm nhân tộc cường giả tối đỉnh, một đám muốn xuống mổ lão ra hỏa, lại vây công một đứa bé các ngươi cũng không đỏ mặt đứa nhỏ này mới bao nhiêu lớn thiên tài như thế các ngươi không hào hào bảo hộ lấy, lại muốn đủ kiểu chỉ trích hắn, khó trách nhân tộc càng ngày càng không được, liền bị minh tộc cho hủy diệt. A, à, đoạn văn này để rất nhiều người đầy mặt ngạc nhiên, Người này mở miệng một tiếng nhân tộc chẳng lẽ nàng không phải nhân tộc không phải nhân tộc nói vậy chỉ có thể là yêu tộc. Chỉ là cường giả yêu tộc vài ngàn năm trước bị minh tộc toàn bộ chém giết sạch sẽ, dòng dã một cái đại giới mặt ức vạn vạn yêu tộc đều diệt tuyệt, vị này phong đế cấp yêu tộc là nơi nào xuất hiện. Bất luận người này là lân hậu vẫn là yêu tộc đế hậu, cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là nàng thực lực rất mạnh, nắm đấm rất cứng, cho nên nàng nói lời liền là chân lý. Ô thiên vương nội tâm cười khổ chắp tay nói, đại nhân giáo huấn đúng, chúng ta biết sai. Đừng nói ta lẫn vào các người nhân tộc nội bộ sự vụ, ta bảo vệ đứa nhỏ này 10 năm, 10 năm sau các người có thể giết chết hắn coi như các người bản sự. Thanh âm kia tiếp tục truyền đến, dừng một chút lại nói ra, trong vòng 10 năm ai dám động đến hắn, ta. Diệt hắn nhất tộc, một chữ cuối cùng kéo dài âm, biến mất tại vùng Đông Nam, rất rõ ràng người này đã rời đi. Giang giật theo hướng vùng Đông Nam nhìn lại, nghĩ nghĩ đôi mắt đột nhiên co rụt lại, vùng Đông Nam tựa như là luyện ngục bí cảnh phương hướng thần thụ, hắn rốt cục nghĩ tới, nhánh cây kia vì sao như vậy nhìn quen mắt bởi vì nhánh cây này cùng thần thụ nhánh cây giống nhau như đúc, viên kia thần thụ quả nhiên thành tinh, còn trở thành phong đế cấp cường giả. Chỉ là, nàng vì sao muốn giúp hắn? Chẳng lẽ là bởi vì thiên tuyển vận luật giang giật nhớ tới chính mình đàn tấu thời điểm, viên kia thần thụ lay động không ngừng, rất là vui sướng bộ dáng. Bất quá cái này tựa hồ không đủ nàng xuất thủ lý do, tuy nói nàng cứu hắn một mạng chỉ là tiện tay mà thôi, tại địa giới đoán chừng nàng cũng là vô địch tồn tại, nhưng nàng là yêu tộc bên này là nhân tộc, rõ ràng qua giới, dạng này hội làm tức giận thiên giới đại nhân vật A. Nghĩ đến một trận vẫn là không nghĩ ra, Giang giật dứt khoát không nghĩ, về sau có cơ hội ở trước mặt hỏi thăm xuống đi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa ô thiên vương bạch hà vương thiên mạc vương bọn người, sáu tên phong vương cấp cường giả tại Giang giật đảo qua sau nội tâm run lên, Giang giật thế nhưng là có miễn tử lệnh bài A. Mười năm này bên trong hắn muốn giết ai tựu giết ai, bọn hắn còn không dám hoàn thủ, ai dám động đến hắn trừ phi chuẩn bị bị diệt tộc. Bạch Hà Vương bọn người nhất là xấu hổ, nội tâm lo lắng bất an, giống như Giang Giật thật muốn trả thù, bọn hắn gia tộc tuyệt đối phải xong đời, sau cùng kết cục chỉ có cùng Giang Giật Ngọc Thạch câu phần. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, không một người nói chuyện, bầu không khí cũng biến thành phá lệ xấu hổ. Cuối cùng địa sát vương phá vỡ bình tĩnh, hắn mở miệng nói, chư vị, nếu không, tất cả giải tán giang giật ngươi theo ta hồi trở lại địa sát giới đi không trở về Giang giật nghĩ nghĩ ánh mắt nhìn về phía kỳ thanh trần nói ta còn là theo thượng tướng quân hồi trở lại đảng ma cốc đi ta còn muốn tiếp tục kiếm chiến công cũng không biết ô thống soái phải chăng còn dung hạ được ta cái này tội ác tài trời phát rồ tiểu binh ô thiên vương mặt mo lúc đỏ lúc trắng hắn nghĩ nghi âm thanh lạnh lùng nói đã có phong đế cấp cường giả bảo vệ ngươi chuyện trước kia bản thống soái có thể không cho truy cứu nhưng giống như ngươi về sau còn muốn làm loạn bản thống soái coi như liều chết cũng muốn chém giết ngươi Ha ha, Giang giật nhún vai nói, ta người này có rất nhiều khuyết điểm, nhưng có một cái ưu điểm cái kia chính là không thích gây chuyện, chỉ cần không ai trêu chọc ta, ta mới không thèm để ý. Làm loạn bất loạn đến, cũng không ở chỗ ta. Hừ hừ, ô thiên vương hừ hừ hai tiếng, thân thể bay đi, bạch hà vương mấy người cũng một câu không nói quay người bay lên hỗn độn thần thuyền, đều hướng phụ cận bí cảnh bay đi. Ta đi về trước, Giang giật có đôi khi trở về ngồi một chút. Địa sát phương cười nhạt một tiếng phi thân rời đi, Nghị ảnh vương sắc mặt phức tạp nhìn qua Giang giật một chút, cái gì cũng không nói rời đi. Giang giật thở ra một hơi thật dài, ánh mắt nhìn qua Kỳ Thanh Trần nói, Thượng tướng quân, đã lâu không gặp. Kỳ Thanh Trần trên mặt lộ ra tuyệt mỹ nụ cười, ôn nhu gật đầu nói, hoan nghênh trở về, giám quân đại nhân. chương 1589, danh dương vạn giới. Một trận địa giới năm gần đây lớn nhất khoáng thế đại chiến, tại một vị thần bí phong đế cấp cường giả bá đạo xuất thủ về sau, tuyên bố kết thúc. Ô Thiên Vương dẫn người trở về đảng ma cốc, các vị phong vương cấp cường giả riêng phần mình về tới thế giới của mình, Kỳ Thanh Trần mang theo giang giật cũng trở về đến đảng ma cốc. Sự tình nhìn như đã lắng lại, nhưng đoán chừng không có 10 ngày nửa tháng, địa giới tuyệt đối không cách nào bình tĩnh trở lại. Chết một cái phong vương cấp cường giả, bị chém giết mấy ngàn tên công tử, thần dương tộc cường giả cơ hồ bị chém giết hầu như không còn, thần dương tộc tích xúc trăm năm lực lượng, bị giang giật một người hủy đi. Du phong chết đi, thần dương bí cảnh bại lộ, cũng gián tiếp cho thần dương tộc mang đến to lớn nguy nan, trước kia thần dương tộc đắc tội nhiều như vậy đại gia tộc, giờ phút này bộc quang nếu có đại gia tộc muốn trả thù, đoán chừng thần dương tộc khó thoát phận rủi. Nếu như nói vạn giới đấu pháp để giang giật tuyên bố quật khởi, một trận chiến này triệt để để hắn danh dương vạn giới. Địa giới phong vương cấp cường giả bên ngoài không coi là nhiều, tại bình thường võ giả trong lòng không cao hơn 20 cái, lại bị giang giật giết một cái. Trọng yếu nhất chính là, giang giật cuối cùng bị mấy cái phong vương cấp cường giả vây công thế mà thành công còn sống mặc dù việc này ô thiên vương bọn người hạ phong khẩu lệch nghiêm cấm truyền ra ngoài nhưng chuyện lớn như vậy thật đè ép được có vô số tin tức ngầm lưu truyền ra đi truyền đi mơ hồ vô cùng thậm chí đến đằng sau truyền đi giang giật chiến lược kinh thiên một người lực áp mấy tên phong vương cấp cường giả một cái phi thăng giả một cái phi thăng không đến mấy tháng theo địa giới tính toán vẫn là thiếu niên lại có thể đối chiến chém giết phong vương cấp cường giả càng năng lực áp lục đại phong vương cấp cường giả, bao quát ô thiên vương. Phải biết mấy cái này phong vương cấp cường giả lớn tuổi nhất nhưng có mấy trăm tuổi, đây là thượng giới thời gian toán pháp. Diệt ma đại đế đệ nhị, trong lịch sử phi thăng giả bên trong tối cường chỉ có diệt ma đại đế, giang giật là cái thứ hai. Năm đó diệt ma đại đế cũng là kinh tài tuyệt diễm, tuổi còn trẻ tựu phi thăng. Đồng dạng vừa đến địa giới tứ phía thụ địch, khắp nơi khai chiến, cuối cùng mạnh mẽ giết ra một đường máu, trở thành địa giới đệ nhất nhân trở thành địa giới đệ nhất nhân về sau, hắn liền đi thiên giới, giết ra uy danh hiển hách, trở thành thứ năm đại đế, sáng lập diệt ma các, đáng tiếc cuối cùng bị minh đế tự mình xuất thủ chém giết. Giang giật thanh danh thành công lực áp tiểu ưng vương cùng kỳ thanh trần trở thành địa giới đệ nhất thiên tài, không thể tranh luận. Dù sao kỳ thanh trần cùng du thiên vương đối chiến chỉ có một con đường chết, tiểu ưng vương càng là không được không phục, ngươi đi giết một tên phong vương cấp thử một chút ngươi có thể tại sáu tên phong vương cấp cường giả vây công phía dưới sống sót giết nhiều người như vậy có thể bình yên vô sự tại đáng ma cốc bên trong ở. Ha ha, hỏa phượng trong quân danh, một thân như tuyết trường bào kỳ thanh trần thản nhiên thưởng thức trà, nhìn qua trầm mặc ngồi ở một bên giang giật cười nhạt một cái nói, giang giật, người thanh danh nhưng so với ta lớn A, nếu không cái này thượng tướng quân chi vị truyền cho ngươi như thế nào. Giang giật liếc nhìn kỳ thanh trần, mặt không thay đổi nói ra, đừng làm rộn, ta muốn làm tới tướng quân chi vị còn cần đoạt ngươi long thống soái phái người truyền lời nếu như ta nghĩ thượng vị, tùy thời có thể dùng đi phá thiên quân lên làm tướng quân, ta để cho người ta uyển cự. A, à, Kỳ Thanh Trần rỗi ra một đôi như bạch ngọc tay, tự mình cho Giang giật rót một ly trà, bởi vì thân thể có chút cung lên, sở dĩ trước ngực vạt áo mở ra một chút, bị ngồi tại đối diện Giang giật thấy được một mảnh trắng nõn. Hai cái xương quai xanh như ẩn như hiện phi thường mê người, bị người dình trộm nàng không chút nào cảm thấy, cúi đầu nói ra, vậy ngươi vì sao không đi A à lên làm tướng quân thế nhưng là uy phong bát diện A, à, dù sao cũng so ở ta nơi này một cái dám quân tốt một chút đâu. Ha ha, Giang giật thu hồi ánh mắt, chế nhạo cười nói, còn có thể bởi vì cái gì không nỡ bỏ ngươi chứ sao. Xì, si, kỳ thanh trần rõ ràng xì si một tiếng, nàng đột nhiên suy nghĩ gì, gương mặt xinh đẹp thượng phù bên trên hai đóa hồng vân nói, Giang giật, ngươi cũng đừng lên ý đồ xấu. Theo niên kỷ bối phận tính ngươi phải gọi ta tiểu cô, ta và ngươi mẫu thân thế nhưng là tỉ muội, Lần trước, phụ vương ta nói lời vô vị, chỉ là vì khích lệ ngươi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Làm sao có thể, Giang giật chừng mắt, mặt mũi tràn đầy oán giận nói ra, thiên hàn quân chủ, nhân vật bậc nào kim khẩu ngọc âm, nhất ngôn cửu đỉnh, hắn làm sao có thể nuốt lời bá phụ đi không có không đi ta đi hỏi một chút hắn. Ngồi xuống, nhìn thấy Giang giật muốn đứng dậy, kỳ thanh trần mặt ngọc phát lạnh nói, làm loạn cái gì ngươi muốn như vậy liền lăn ra ta hỏa phượng quân đi. Hi hi, kỳ thanh trần phát uy. Giang giật không dám đùa giỡn, hi hi cười nói, nói đùa đâu, người người này làm sao như vậy không nhịn được đùa a? À? Người còn tưởng rằng ta thật không nỡ người a? À, tại hỏa phượng quân có thể thu được càng nhiều chiến công, còn có người cái này miễn phí tay chân, đi phá thiên quân thu thập cục diện dối dám ta lại không ngốc. Miễn phí tay chân, kỳ thanh trần sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần, hư hư nói, tình cảm ngươi đánh chính là dạng này tính toán, tốt. Về sau nhiệm vụ, bản tướng quân không xuất chiến, người dẫn đội người chấp hành nhiệm vụ đi khác đừng a, à, ta sai rồi, ta sai rồi còn không được sao. Giang giật vẻ mặt cầu xin, liên tục thở dài cầu xin tha thứ, cùng nữ nhân cãi nhau quả nhiên làm sao đều là thua. Hắn con người nhất chuyển, lập tức nói sang chuyện khác, đúng rồi, thượng tướng quân, có thể phái người có liên lạc tiểu ưng vương. Liên hệ, kỳ thanh trần lông mày vặn lên nói, lục ưng vương đem tiểu ưng vương mang về mặc vũ bí cảnh, ta còn là để phụ hoàng phái người đưa tin. Nghe nói tiểu ưng vương bị giam lại, không đạt tới phong vương cấp không cho phép ra. Người ba cái thê tử cùng địch linh nhi mạch hoài tang độc linh hẳn là đều cùng với hắn một chỗ, dù sao mặc vũ tộc người trả lời tin tức việc này bọn hắn không biết rõ tình hình, cũng đủ không được. Giang giật để kỳ thanh trần hỗ trợ đi đem y thiền bọn người muốn trở về, đạt được tin tức này có chút im lặng. Mấy người tại mặc vũ bí cảnh hẳn là rất an toàn, lục ưng vương cũng không còn như làm khó mấy cái nhược nữ tử, huống hồ trong đó còn có một cái là địa sát quân chủ tôn nữ, một cái là địch minh tôn nữ nghĩ nghĩ xem ra chỉ có nhường đất sát phương ra mặt đi đòi người hắn truyền kỳ nguyệt vào đây cùng mạch trường hà đi nói một tiếng mạch hoài tang là nữ nhi của hắn hắn khẳng định hội càng sốt ruột a à. giang giật gần nhất trong khoảng thời gian này một mực không có ra ngoài tại hỏa phượng quân doanh ổ hắn muốn đợi thất thố lắng lại thoáng cái tái xuất nhiệm vụ giờ phút này ra ngoài cho người ta như nhìn quái vật rất không thoải mái ha ha kỳ thanh trần đôi mắt đẹp nhất chuyển, đột nhiên dùng có chút chua chua khẩu khí nói ra giang giật xem ra ngươi diễm phúc không cạn a à, ta thế nhưng là nghe nói ngươi ba cái kiểu thê đều là tuyệt đỉnh mỹ nhân a à, đàn ông các ngươi a à đều không phải là đồ tốt đều là hoa tâm đại la bạc cũng không phải Giang giật lắc đầu nói ngươi không hiểu chuyện xưa của ta cái này ba cái thê tử đều là cùng ta cùng qua sinh tử tổng qua hoạn nạn giữa chúng ta có cảm tình sâu đậm lẫn nhau cũng không thể mất đi đối phương tại địa giới ta chưa bao giờ bóp tốn chọc thảo ta chính là sợ các nàng thương tâm ta đem lòng của mình phủ bụi chỉ vì các nàng mở ra đương nhiên người muốn nói ta là hoa tâm đại la bạc ta cũng nhận có duyên phận là ông trời chú định khó nhất tiêu thụ là mỹ nhân ân a à. giang giật nói nói con mắt nhắm lại trên mặt đều là nụ cười thản nhiên cùng nồng đầm tưởng niệm rõ ràng là nhớ tới y thiền ba người kiểu vẻ mặt kia thấy kỳ thanh trần khẽ giật mình nàng nhớ tới tại kiếm sát bí cảnh bên trong giang giật vì nàng muốn chém giết du thiên nghịch không tiếc cùng du thiên vương tử chiến kia dứt khoát thần sắc nội tâm rung động ta sinh quân chưa sinh quân sinh ta đã già, nhân sinh sự tình không như ý 89 phần 10A. Nàng khe khẽ thở dài, giang giật cái này trí tình trí nghĩa nam tử xác thực hấp dẫn nhất nữ tử, giống như không phải giang giật niên kỷ bối phận cùng nàng tranh lệch rất nhiều, có lẽ nàng thật sẽ cân nhắc thoáng cái. chương 1590, biến chiến tranh thành tơ lụa. Mạch trường hà hoàn toàn chính xác rất cấp bách, hắn tiếp vào giang giật truyền báo về sau, lập tức đưa tin trở về cho địa sát phương. Bởi vì giang giật ba cái thê tử bị mang đến mặc vũ bí cảnh, điện sát vương cũng rất coi trọng việc này để cho người ta chuyển đạt hắn ý tứ đưa tin cho lục ưng vương nào biết lục ưng vương sau khi trở về tựu bế quan cũng không biết hắn là thật bế quan hay là giả bế quan dù sao không có mệnh lệnh của hắn ai cũng vào không được sổ ưng cốc tiểu ưng vương tự giam ở bên trong y thiền các nàng đồng dạng đều ở bên trong ai cũng ra không được ưng hậu tự mình đưa tin tới nói sổ ưng cốc người ở bên trong truyền lời ra mấy người bình an ở bên trong tốc độ tu luyện nhanh chóng nhưng đất sát phương yên tâm chờ lục ưng vương xuất quan lập tức bẩm báo hắn đem mọi người trả lại ưng hậu đều như vậy nói địa sát phương cũng không có biện pháp sổ ưng cốc hắn biết rõ ở bên trong là toàn bộ mặc vũ bí cảnh thiên địa linh khí nồng nặc nhất địa phương còn có hai cái tự nhiên bí cảnh mọi người tại bên trong tu luyện ngược lại là khó được cơ duyên giang giật nhận được tin tức về sau có chút bó tay rồi nhưng hắn có thể làm sao giết tới mặc vũ bí cảnh đi vấn đề là hắn liền mặc vũ bí cảnh ở đâu cũng không biết hắn chỉ có thể nhịn xuống nội tâm tưởng niệm, chờ đợi lục ưng vương xuất quan. Trong khoảng thời gian này Giang giật một mực trốn ở hỏa phượng quân doanh không dám đi ra ngoài, kỳ thanh trần dứt khoát cũng không tiếp nhận vụ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, để mọi người hảo hảo tu luyện. Đoạn thời gian trước tiếp không ít nhiệm vụ, hỏa phượng quân nhân người phân đến không ít chiến công, vừa vặn có thể đi vạn lần 10 vạn lần tu luyện mật thất bế quan, đi các đại bí cảnh cảm mộ một phen. Giang giật bế quan tu luyện một đoạn thời gian, nhưng ở cái này tu luyện thiên lực quá chậm quá chậm. Hắn vô cùng hoài niệm thần thụ phía dưới lúc tu luyện hết, ám đạo nếu là không có chuyện ngược lại là có thể đi luyện ngục bí cảnh, đi xem một chút viên kia thần thụ còn ở đó hay không vừa vặn đi cảm tả thoáng cái vị kia yêu tộc trí cường giả. Chỉ cần không phải người, bất kỳ cái gì thực vật thành tinh, yêu thú phi thăng, hỗn độn thú hóa hình, mị linh đắc đạo loại hình đều sẽ chia làm yêu tộc. Năm đó yêu tộc cùng nhân tộc là đối lập, bất quá tại minh tộc quy mô tiến công sau hai tộc liên hợp lên, cùng chống chọi với minh tộc. Đáng tiếc minh tộc quá cường đại, nhân tộc nguyên bản khống chế thiên giới đại bộ phận giới diện, giờ phút này lại cơ hồ bị chiếm lĩnh, chỉ còn lại cái cuối cùng giới diện đau khổ trèo trống. Yêu tộc chiếm cứ giới diện càng là toàn bộ che diệt, yêu tộc trí cường giả toàn bộ chiến tử, không một may mắn thoát khỏi. Luyện ngục bí cảnh truyền tống trận bị hủy, không cách nào truyền tống đi luyện ngục bí cảnh, giang giật cũng không thể đâm xuyên bí cảnh, chẳng lẽ lại để Long Thiên Vương dẫn hắn đi sở dĩ hắn chỉ có thể ngượng ngùng coi như thôi, chờ đợi về sau có cơ hội lại đi. Được rồi, ta đi một lần nguyên thủy bí cảnh đi. Giang giật trước kia còn có một lần vào nguyên thủy bí cảnh cơ hội, kia là vạn giới đấu pháp đệ nhất, diệt ma các ban cho. Hắn vốn định về sau lại dùng, cảnh giới đã đạt đến diệt ma chiến thần, bản nguyên áo nghĩa cũng nhập môn, đi vào cũng không tính lãng phí. Hắn cùng kỳ thanh trần nói một tiếng, một người đi ra hỏa phượng quân doanh. Bá bá bá, vừa ra tới vô số ánh mắt cùng thần thức quét tới, đều như xem quái vật nhìn xem hắn. Cái này khiến hắn rất là phiền muộn, âm thầm may mắn trước kia hắn chưa hề đi ra loạn chuyển, nếu không sẽ thật buồn bực. Đại nhân, đến ở giữa tòa thành bên ngoài, từng bầy đãng ma quân cung kính một gối quỳ xuống hành lễ, để giang giật rất là không thích ứng. Hắn tùy ý phất phất tay hỏi, đi nguyên thủy bí cảnh đi như thế nào đến một người, dẫn đường cho ta. Đại nhân, mời, một tên tiểu đội trưởng vội vàng ở phía trước dẫn đường, Giang giật đi theo lên lầu 2, 7 lần quạt 8 lần rẽ đã tới một cái tiểu thiền điện bên trong, Giang giật đi vào quét qua sắc mặt phát lạnh, Lãnh Mâu nhìn về phía tiểu đội trưởng nói, ngươi muốn chết. Cung điện nhỏ này không có cái gì, tuyệt đối không phải truyền tống đi Nguyên Thủy Bí cảnh Thiên Điện. Giang giật lời nói đem tiểu đội trưởng làm cho sợ hãi, hắn vội vàng một gối quỳ xuống nói, Giang đại nhân bất giận, là Bạch thống lĩnh cùng Thủ thống lĩnh để cho ta mang về, bọn hắn nói muốn gặp ngươi một mặt, cùng ngươi chịu nhận lỗi. A, à, Giang giật lạnh giọng nhẹ gật đầu, đi đến thiền Điện chủ vị ngồi xuống, lúc này mới quét qua tiểu đội trưởng nói, vậy còn không để bọn hắn lăn tới đây? Xa xa xa, bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân rồn rập, Bạch Đế Thiên cùng cử nhận mặt mũi tràn đầy xấu hổ, sợ hãi rụt rè đi đến, cũng không dám quan bế thiền điện đại môn. Đi đến giang giật phía trước, hai người hít một hơi thật sâu, nhìn qua sắc mặt băng hàn giang giật cắn răng một cái một gối quỷ xuống, Bạch Đế Thiên nói, giang giật, trước kia là chúng ta không đúng, muốn đánh phải phạt tùy ngươi ý, chúng ta tuyệt không hai lời, chỉ cầu ngươi bất kể hiểm khích lúc trước. Giang giật vẫn như cũ mặt không biểu tình, hai mắt băng hàn nhìn qua hai người không nói một lời, hắn đầu óc nhất chuyển ngược lại là minh bạch, hôm nay tại sao lại hát ra dạng này vừa ra. Rất rõ ràng, Bạch Hà Vương cùng Thiên Mạc Vương không có đem hai người mang về, liền là muốn cho hai người cho Giang Giật bồi tội. Yêu tộc đại đế ra sức bảo vệ Giang Giật 10 năm, 10 năm này địa giới không ai dám động Giang Giật, mà Giang Giật lại có thể động những người khác. Bạch Hà Vương cùng Thiên Mạc Vương sợ, theo Giang Giật trước đó sở tác sở vi, hai người cho rằng Giang Giật người này có thù tất báo, vạn nhất hắn một người phóng đi bạch hà giới thiên mạc giới loạn giết một trận vậy liền mã lạc qua bích sự tình bởi vì bạch đế thiên cùng cử nhận mà lên tự nhiên muốn hai người tới đoạn phần này ân oán hai người cũng rất thông minh không dám đi hỏa phượng quân doanh tìm giang giật sợ giang giật dưới cơn nóng giận chém giết bọn hắn ở chỗ này mạnh như vậy người hai đại thiên vương liền ở tại phía sau tòa thành giang giật tổng không đến mức chém giết hai người a trên thực tế hai người không xuất hiện giang giật đều quên bọn hắn gần nhất sự tình phát sinh nhiều lắm y thiền bọn người an toàn cứu trở về du thiên vương bị chém giết giang giật nội tâm lửa giận phát tiết không sai biệt lắm hắn nhất thời cũng không nhớ tới bạch đế thiên cùng cừu nhận còn sống giống như hai người trở về riêng phần mình giới diện giang giật tuyệt đối sẽ không tái khởi sự cố hắn không phải thích gây chuyện người càng không phải là có thù tất báo người bất quá hai người này chủ động đưa tới cửa giang giật đương nhiên sẽ không khách khí hắn cũng không nói chuyện cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem hai người hai người quỳ chân run lên mặt đều biến thành màu gan heo giang giật còn chưa mở lời ý tứ một nén nhang hai nén hương ba nén hương phụ cận rất nhiều thiền điện người đã sớm chú ý cái này thiền điện dị trạng thần thức lặng yên quét vào đây chậm rãi càng ngày càng nhiều thần thức quét tới bạch đế thiên cùng cử nhận hai người muốn tự tử đều có hai người sợ giang giật động thủ sở dĩ không đóng cửa giờ phút này hai người lại tình nguyện giang giật động thủ đem hai người đánh gần chết sau nửa canh giờ giang giật rốt cục mở miệng nói chuyện hắn hờ hững nói ra, muốn đánh phải phạt đánh làm sao cái đấu pháp phạt làm sao cái phạt pháp chính các ngươi cho cái thuyết pháp đi, đừng nói không cho các ngươi cơ hội. Hai người vội vàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Giang Giật đã nói như vậy, như vậy việc này liền tốt nói chuyện. Chỉ cần Giang Giật không giết chết hai người, điều kiện gì đều tốt nói nha, Bạch Hà Vương cùng Thiên Mạc Vương lưu lại mục đích của hai người liền là biến chiến tranh thành tơ lụa. Bạch Đế Thiên nghĩ nghĩ, còn cùng cừu nhận truyền âm vài câu, lúc này mới cắn răng nói ra, 100 triệu thần nguyên, mười cái cực phẩm thần khí hy vọng giang giật ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua thêm vào chúng ta lần này ừ giang giật lông mày nhướn lên hắn nghĩ tới hai người khẳng định sẽ khai ra giá trên trời lại không nghĩ rằng mở miệng ác như vậy thoáng cái cho một trăm triệu thần nguyên mười cái cực phẩm thần khí hai nhà như thế giàu có tặng không tới cửa thần nguyên bảo vật không cần thì phí giang giật trong tay giới chỉ lóe lên một cây không đầu trường thương xuất hiện hắn nhẹ nhàng vuốt phe mấy lần lạnh giọng nói ra, các ngươi thấy ta giống thiếu cực phẩm thần khí sao cái này trường thương nghe nói uy lực rất lớn, không biết đâm vào các ngươi trên thân, có thể hay không phá các ngươi trên người cực phẩm thần khí chiến giáp. Chương 1591, đi vạn thánh giới. Chặt đầu thương, súng, Bạch Đế Thiên cùng cửu nhận xuất thân danh môn, tự nhiên nhận biết Du Thiên Vương cái này trường thương, đây chính là nguyên thủy linh bảo, Du Thiên Vương bị giết, hắn chặt đầu thương, súng cùng Bạch Ngọc Giáp bị giang giật đoạt được, bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy, Giang giật mặc dù không có luyện hóa cái này nguyên thủy linh bảo, nhưng trường thương này bản thân tự có một loại cường đại uy áp, phía trên hắc quang có chút lưu truyền, một cỗ nhàn nhạt sát khí tràn ngập mà ra, tăng thêm giang giật băng lãnh không mang theo một tia tình cảm đôi mắt, để cho hai người cảm giác toàn thân như rớt vào hầm băng, từ đầu lạnh tới chân. Giang giật nói rõ xem thường cực phẩm thần khí, hắn muốn nguyên thủy linh bảo, nếu không việc này tự không có nói, hắn tất sát hai người. Tích đáp, tí tách, hai người mồ hôi như tiểu hà chảy xuôi mà xuống, trọn vẹn trầm ngâm mấy tức thời gian bạch đế thiên cắn răng nói ra hai ức thần nguyên hai mươi kiện cực phẩm thần khí giang giật nội tâm rung động cái này tùy ý một hù tựu gấp bội có phải hay không lại hù thoáng cái lại có thể gấp bội khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh lại không nói cứ như vậy nhìn chằm chằm hai người dù sao mất mặt cũng không phải hắn hai người tại cái này quỳ bên ngoài vô số thần thức thỉnh thoảng quét vào đến hai người kéo càng lâu càng mất mặt bạch đế thiên cùng cử nhận liếc nhau hai người trong mắt đều hiện lên vẻ tức giận, nội tâm đã sớm đem giang giật tổ tông người bát đại mắng mấy chục lần, mặt ngoài cũng không dám nói cái gì. Những vật này đã vượt qua hai nhà cho ra hạn ngạch, giang giật vẫn còn không hài lòng. Nguyên Thủy Linh bảo hai nhà đều có, vấn đề bọn hắn không có, gia tộc Nguyên Thủy Linh bảo không phải tại Bạch Hà Vương Thiên Mạc Vương trong tay, liền là tại gia tộc trong tay cường giả, làm sao có thể đưa cho giang giật. Một nén nhang, hai nén hương, giang giật đột nhiên đứng lên, không nói một lời đứng dậy tự đi ra phía ngoài. Cái này nhưng làm hai người dọa cho đến gần chết, đây là đàm phán không thành thiết tấu sao giang giật nếu là trở mặt, hai người trừ phi cái này đều đi theo bạch hà vương thiên mạc vương bên người, nếu không ai có thể bảo vệ hắn bọn họ. 500 triệu thần nguyên, 50 kiện cực phẩm thần khí. Bạch đế thiên vội vàng lớn tiếng gào thét, thanh âm rất lớn, toàn bộ tòa thành rất nhiều nơi đều có thể nghe được, đem rất nhiều người dọa đến đặt mông ngồi dưới đất này thiên giá đoán chừng đều có thể mua xuống một thế giới nhỏ mặt A2 nhà lần này thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn A. Ừm, Giang giật đi tới cửa, rất hài lòng quay đầu nhìn qua hai người cười nói, mau chóng đưa tới, mặt khác. Ta xuất hiện địa phương, các người tốt nhất đừng xuất hiện, xem lại các người cái này hai tấm mặt, ta hội ăn không ngon. Đứng lên đi, làm người phải có cốt khí ta, quỳ không dễ nhìn đâu. Xa xa xa, Giang giật bước nhanh mà rời đi, tên kia tiểu đội trưởng vội vàng mang theo giang giật đi chân chính truyền tống địa phương. Bạch đế thiên cùng cử nhận hai tấm khôi ngô mặt đều bóp méo, song quyền nắm chặt, trên tay gân xanh nổ lên, hôm nay việc này truyền đến, hai người danh khí triệt để quét rác, cái này đều không mặt mũi thấy người. Trừ phi có thể đột phá phong vương cấp, tìm về hôm nay cái này chàng tử. Bên ngoài rất nhiều cường giả hai mặt nhìn nhau. Rất nhiều người âm thầm may mắn trước kia không có trêu chọc giang giật, nếu không hôm nay bọn hắn cũng sẽ cùng Bạch Đế Thiên Cửu nhận đồng dạng, quỷ khẩn cầu giang giật cho một con đường sống. 500 triệu thần nguyên, 50 kiện cực phẩm thần khí. Một cái tòa thành bên trong, ô thiên vương cùng long thiên vương liếc nhau hơi biến sắc mặt, giang giật quá độc ác, thế mà công phu sư tử ngoạc bạch hà vương cùng thiên mạc vương biết rõ sau khẳng định biết nhảy cước chửi mẹ a à. Hai người ngược lại là thở dài một hơi, giang giật không có giết người, đây là kết cục tốt nhất. Nếu không như giang giật cưỡng ép giết người, hai người thật dám cầm giang giật thế nào hai người cũng có gia tộc, hai người cũng sợ cái kia yêu tộc cường giả bí ẩn diệt bọn hắn nhất tộc a giang giật đi một cái truyền thống đại sảnh truyền thống đi nguyên thủy bí cảnh nguyên thủy bí cảnh vẫn là như cũ vẫn là ban đầu cái kia thủ hộ giả lần này bên trong ngồi xếp bằng người tương đối ít có lẽ là bởi vì ban đầu đại chiến bị điều tập rất nhiều cường giả đi ừ đứng ở chính giữa tựa như một bức tượng đá thủ hộ giả thần thức nhìn lướt qua giang giật con mắt đột ngột mở ra có chút ngạc nhiên giang giật lần trước ở chỗ này đạt được một kiện nguyên thủy linh bảo sở dĩ cái này thủ hộ giả đối Giang giật ấn tượng rất sâu. Hắn không nghĩ tới vẻn vẹn đi qua ngắn như vậy thời gian, Giang giật tổng cộng đến diệt ma chiến thần cảnh giới, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, trừ phi Giang giật không ngừng tiến vào đạo thiên bí cảnh, hồng mông bí cảnh, nhưng coi như quân chủ nhi tử cũng không thể tấp nập tiến vào A. Giang giật, bên trong có mấy người nhận biết Giang giật, đoán chừng là trận đại chiến kia sau tiến nhập nguyên thủy bí cảnh, mấy người trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, thẳng đến giang giật ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nhập định về sau mấy người mới có chút an tâm tiểu tử này người thủ vệ càng thêm kinh ngạc những người kia trong mắt sợ hãi hết sức rõ ràng tiểu tử này có thể để mấy cái phong hào chiến thần e sợ như thế trong khoảng thời gian này đến cùng chuyện gì xảy ra nghĩ nghĩ thủ hộ giả lắc đầu không rảnh để ý hắn thọ nguyên không nhiều chuyện bên ngoài không muốn thêm lẫn vào coi như giang giật có thể đạt tới phong vương cấp cũng chuyện không liên quan tới hắn tình Thời gian cấp bách giang giật không có thời gian đi phản ứng những người kia, hắn trước tiên ngồi xếp bằng xuống, một bên tu luyện thiên lực, một bên tiếp tục cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa, tay hắn nắm thần thụ diệp, tìm hiểu một đoạn thời gian, linh hồn đột nhiên chấn động. Cầm thần thụ diệp, trong này lĩnh hội lại có bổ trợ hắn lĩnh hội tốc độ tuyệt đối là đạo thiên bí cảnh bên trong gấp 2, cái này thần thụ diệp rốt cuộc là thứ gì lại có như thế đoạt thiên địa chi tạo hóa năng lực thần kỳ. Xem ra có thời gian đến mau chóng đi một chuyến luyện ngục bí cảnh, cảm tạ thoáng cái vị kia yêu tộc đại nhân. Thần thụ Diệp là thần thụ cho, thần thụ lại cứu hắn một mạng, giang giật lòng mang cảm kích. Hắn nghĩ đến một trận thu hồi suy nghĩ tiếp tục tu luyện, tại nguyên thủy bí cảnh thiên lực tốc độ tu luyện cũng tạm được, cảm ngộ tốc độ càng là nhanh chóng, giang giật hoàn toàn yên lặng đi vào, quên đi thời gian, quên đi hết thảy, chỉ vì lĩnh hội bản nguyên áo nghĩa. Đáng tiếc ba ngày thời gian quá ngắn, giang giật còn yên lặng trong vòng tham ngộ, cảm giác một đạo to lớn hấp lực hắn thân thể bị liên lụy đi vào, chờ hắn mở mắt thời điểm hắn đã đến đãng ma cốc bên trong ai cái này bản nguyên áo nghĩa quá dườm ra huyền diệu mới tìm hiểu gần nửa xem ra muốn bao nhiêu tích lũy chiến công mới được a à. giang giật khe khẽ thở dài đi ra bên ngoài tên kia tiểu đội trưởng thế mà tại thiền điện bên ngoài chờ lấy hắn chắp tay dâng lên một cái giới chỉ nói đại nhân đồ vật đều ở bên trong ngài kiểm lại một chút tiếp nhận giới chỉ giang giật thần thức quét vào đi gật đầu nói không sai hai người kia cút về đúng tiểu đội trưởng nhẹ gật đầu cũng không nói thêm gì giang giật quay người bước nhanh mà rời đi trực tiếp hướng hỏa phượng quân doanh đi đến mới vừa tiến vào soái doanh liền thấy kỳ thanh trần đang xem một phần nhiệm vụ hồ sơ hắn hiếu kỳ hỏi thượng tướng quân muốn làm nhiệm vụ đúng kỳ thanh trần đem hồ sơ đưa cho giang giật nói ta chuẩn bị đi ra thoáng cái nhiệm vụ này chiến công rất phong phú a nhiệm vụ này tại vạn thánh giới phụ cận lửa mạnh bí cảnh bên trong giang giật ngươi không phải có cường đại tị hỏa châu sao của ta tị hỏa châu cũng không tệ nhiệm vụ này chỉ cần chúng ta phối hợp độ khó không lớn vạn thánh giới giang giật hoàn toàn không có để ý nhiệm vụ là cái gì nghe được ba chữ này hắn đôi mắt sáng lên giống như huyền đế ngay tại vạn thánh giới cho tới nay hắn đều không có cơ hội đi vạn thánh giới sự tình cũng nhiều đều quên cái này gốc dạ tốt làm nhiệm vụ giang giật không có chút gì do dự gật đầu đáp ứng làm người làm như huyền đế Huyền đế thế nhưng là thần tượng của hắn a, cũng là hắn ân nhân, nên đi hội kiến thoáng cái. Chương 1592, Giang Lân thú. Lửa mạnh bí cảnh tại địa giới rất nổi danh, là rất nhiều tu luyện hỏa hệ pháp tắc cường giả tha thiết ước mơ thánh địa. Bất quá nơi này hỏa diễm rất bá đạo, bình thường võ giả vào đây hẳn phải chết, mà lại nơi này hỏa hệ hỗn độn thú rất nhiều, còn thường xuyên có một loại kỳ dị minh giới sinh vật ẩn núp, để trong này nguy hiểm hệ số vô hạn đề cao nơi này tại địa giới thập đại kinh khủng bí cảnh bên trong xếp hạng đệ tứ. Hỏa mị không có hình thể, tiềm phục tại lửa mạnh bên trong, có thể khống chế hỏa diễm để lửa mạnh nhiệt độ tăng lên gấp 10. Đứng tại lửa mạnh bí cảnh trên một ngọn núi cao, Giang giật kỹ càng nhìn xem tư liệu, lông mày thật sâu nhân lại. Hắn tiếp lấy hướng về sau mặt liên quan tới lửa mạnh bí cảnh bên trong đặc thù minh giới sinh vật nhìn lại, Giang lân thú, minh hỏa bên trong thai ngén mà ra kỳ thú, trời sinh đối với hỏa diễm có được cực mạnh chống cự lực, đâm xuyên vào lửa mạnh bí cảnh sau tiềm phục tại lửa mạnh bên trong, có thể khống chế hỏa mị thế mà. Có thể khống chế hỏa mị, đúng vậy, nhiệm vụ này rất khó làm, hỏa mị cùng giang lân thú đều không đáng sợ, nhưng cả hai hợp thể tựu tương đối đáng sợ. Không phải chúng ta hỏa phượng quân còn lại quân đội rất khó tiếp nhiệm vụ này, trừ phi thượng tướng quân mang theo một chút thống lĩnh bỏ ra chiến. Kỳ thanh trần lông mày vặn lấy, nhìn qua nơi xa một áng đỏ nói, một trận chiến này có thể là một trận ngạnh chiến, chúng ta nhất định phải thanh lý 200 vạn răng hỏa mị giao cùng răng lân thú. Cái này giang lân thú bản thân cũng có thể phun ra minh hỏa, minh hỏa cùng địa giới hỏa diễm khác biệt, minh hỏa vô hình, không chỉ có có được nhiệt độ cao, bên trong còn có mãnh liệt cường đại minh khí, không cẩn thận liền chúng chiêu, chế chúc ta ở phía trước mở đường, người tại trong đại quân ở giữa tỏa chấn đi. Không được, Giang giật rất quả quyết nói ra, ta mở ra đường, người đi tỏa chấn, của ta tỷ hỏa châu khẳng định so với người còn mạnh hơn, lửa mạnh đối với ta không có ảnh hưởng như vậy đi, kỳ thanh trần nghĩ nghĩ gật đầu nói, ta ở phía sau đi theo, để đại quân rời đi chúng ta ngàn trượt, hai chúng ta cùng một chỗ mở đường, dạng này tổn thất hội càng ít một chút. Đi thôi, giang giật không còn nói nhảm, chân sau hướng phía trước mới bay đi rời đi đỉnh núi cao. Cái này trên núi cao chính là chỗ này truyền tống trận sở tại địa, có ba tên lão giả chấn thủ, cùng cái khác bí cảnh đồng dạng. Hiu hiu hiu, hỏa phượng quân nhân số là càng ngày càng nhiều, đã đạt tới ngàn người, đồng phục diệt ma chiến thần cấp cường giả. Giống như theo tổng hợp chiến lược tính toán, hỏa phượng quân tuyệt đối tại đãng ma cốc 11 con quân đội xem như tối cường. Vừa ra đỉnh núi nhiệt độ lập tức lên cao mấy chục lần, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, để cho người ta toàn thân khô nóng, mồ hôi lâm ly, còn có loại cảm giác hít thở không thông. Giang giật cũng không có lấy ra hỏa linh châu, hắn muốn cảm thụ thoáng cái nhiệt độ của nơi này. Kỳ thanh trần thì không chống nổi, lập tức lấy ra một viên hạt châu màu xanh lam. Cũng không phải là thân thể nàng chịu không được, là toàn thân bắt đầu suốt mồ hôi, sẽ đánh y phục ẩm ướt bào, như thế sẽ có vẻ rất chật vật cùng bất nhã. Đi, Giang giật phung tay lên hướng phía trước mới bay đi, Kỳ Thanh Trần theo sát phía sau, đằng sau ngàn người thì chậm một chút cùng hai người kéo dài khoảng cách. Kỳ Nguyệt Kỳ Hà mang theo mấy người thả ra một cái kỳ dị đại trận, giữa không trung tạo thành một cái đại trận màu xanh đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Cái này màn hào quang cũng không thể hoàn toàn ngăn cách nhiệt độ cao, bất quá vẫn là có rất lớn tác dụng, chỉ ít người ở bên trong không còn chảy mồ hôi. Cái này lửa mạnh bí cảnh cũng không tính rất lớn, vẹn vẹn bay mấy trăm dặm, Giang giật tự thấy rõ ràng phía trước phát ra hồng quang địa phương. Nhìn mấy lần Giang giật cùng kỳ thanh trần đôi mắt đều sáng lên, phía trước là một mảnh chân chính biển lửa A. À. Phía trước có một cái cự đại thung lũng, không nhìn thấy cuối cùng, thung lũng bên trong đều là hỏa diễm, lân quang lập lòe cùng như nước biển, trông rất đẹp mắt. Nơi này cũng không có gió lớn, sở dĩ hỏa diễm rất yên tĩnh cùng dịu dàng ngoan ngoán, không giống dung nham từ địa đồng dạng thỉnh thoảng hội cuốn ra hỏa xa. Nơi này hỏa diễm càng giống là từng đoàn từng đoàn chân trời dáng đỏ, yên tĩnh tường hòa mỹ lệ phi thường. Giang giật cùng kỳ thanh trần nhìn mấy lần, nghĩ đến cái này hỏa diễm bên trong ẩn chứa vô số kinh khủng tồn tại, hai người lại không cảm thấy mỹ lệ. Hai người bỗng nhiên giữa không chung, thần thức một lần lại một lần hướng phía trước quét tới, nhưng hai người đều không có bất kỳ phát hiện nào, trong ngọn lửa không có cái gì, tựa hồ đây chỉ là từng đoàn từng đoàn màu đỏ đám mây ta đi dò thám kỳ thanh trần nghĩ nghĩ mở miệng nói giang giật lắc đầu nói ngươi lui ra phía sau ta phóng một chút thiên viêm thú đi dò xét a à nha kỳ thanh trần không biết cái gì là thiên viêm thú bất quá rất nghe lời lui về phía sau vạn trường. giang giật trong tay hỏa linh châu xuất hiện quang mang lóe lên một cái tiểu thú cùng một đám thiên viêm thú bay ra tiểu thú vừa ra tới còn có chút bất mãn truyền âm nói đại mãnh liệt ta ngay tại ăn hoang hỏa đâu gọi ta ra ngoài làm gì ăn 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 mỗi ngày chỉ có biết ăn, làm việc. Giang giật chừng một cái, hạ lệnh, khống chế thiên viêm thú đi trước mặt hỏa diễm dò xét thoáng cái. Chi chi, tiểu thú nhìn một cái phía trước biển lửa, mắt nhỏ thoáng cái phát sáng lên. Nó thích nhất các loại thiên địa kỳ hỏa, những thiên địa này kỳ hỏa càng giống là các loại mỹ vị đồ ăn, còn có thể đại bổ. Nó thân thể thoáng cái bắn ra ngoài, liền muốn đi nuốt hỏa diễm. Trở về, Giang giật chợt quát một tiếng, Tiểu thú dừng lại thân thể nghi ngờ truyền âm hỏi, đại mãnh liệt thế nào? Kia trong ngọn lửa có rất nhiều quái vật, cẩn thận bọn chúng đem ngươi ăn. Để thiên viêm thú đi dò đường. Giang giật có chút im lặng nói, phía sau kỳ thanh trần tò mò nhìn tiểu thú, nhìn một hồi nàng truyền âm nói, Giang giật người cái này tiểu thú thật đáng yêu a, à, là cái gì chủng loại? Đây là nguyên thủy linh bảo, ta tại nguyên thủy bí cảnh lấy được. Giang giật tùy ý giải thích một câu. Kỳ Thanh Trần càng hiếu kỳ, nguyên thủy đạo thiên linh bảo có được sinh mạng thể vô cùng ít thấy, Giang Giật xem như đụng đại vận. Giang Giật không tâm tư giải thích thêm, nàng cũng không tốt hỏi nhiều ngay tại nơi xa quan sát. Tiểu thú nghe được bên kia có quái vật, không dám tới gần, khống chế thiên viêm thú hướng phía trước trong ngọn lửa bay đi. Cái này thiên viêm thú là hoang hỏa thai ngén mà ra, hoang hỏa so lửa mạnh mạnh không biết bao nhiêu cấp bậc, sở dĩ thiên viêm thú nhẹ nhõm tới gần lửa mạnh, không có nửa điểm sự tình. Suy suy, Tại thiên viêm thú khẽ dựa gần lửa mạnh, phía dưới biển lửa trong nháy mắt tựa như thọc tổ ong mật, yên tĩnh như đám mây hỏa diễm đột nhiên bạo động. Vô số hỏa diễm toán loạn, từng đầu ngọn lửa vặn vẹo mà ra, phụ cận hỏa diễm đều xoay quanh hội tụ, ngưng tụ thành từng đầu hỏa long hướng thiên viêm thú cuốn tới. Quả nhiên, Giang giật cùng kỳ thanh trần đối mặt đồng dạng, hai người âm thầm kinh hãi. Giang lân thú năng khống chế hỏa mị, hỏa mị có thể khống chế lửa mạnh, những này lửa mạnh ngưng tụ thành từng đầu hỏa long uy lực tăng gấp bội, Hai người tại mỗi một đầu hỏa long bên trong đều dò xét đến hỏa mị cùng răng lân thú, bất quá như ẩn như hiện, rất khó khóa chặt. TT, tê tê, xa xa hỏa phượng quân rất nhiều người chưa từng tới nơi này, nhìn thấy phía trước ngàn vạn đầu hỏa long gào thét mà đến sắc mặt đột biến, như thế minh mông hình tượng cũng làm cho bọn hắn linh hồn thật sâu chấn động. Bất quá giang giật cùng Kỳ Thanh Trần hai người đều mặt không đổi sắc, phi thường thong dong, hai người một người người mặc hắc bào, một người người mặc bạch bào sừng sững giữa không trung bị cuồng bạo gió lốc thổi đến áo bảo phần phật, tóc xanh phất phới, ngược lại là càng thêm nhiếp nhân tâm phách. Thượng tướng quân, người ở một bên áp trận, đối đãi ta đi diệt những yêu ma này. Giang giật thần thức quét mấy lần, trên mặt đều là tự tin, trong tay hắn hỏa long kiếm xuất hiện, một người ngạo nghễ không sợ đối với phía trước gào thét mà đến ngàn vạn hỏa long phóng đi. Hắn nhỏ bé thân thể cùng phía trước ngàn vạn to lớn hỏa long, tạo thành một bộ rất có đánh vào thị giác lực hình tượng, để cho người ta khó có thể quên chương 1593, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Nguy hiểm không biết vĩnh viễn là kinh khủng nhất, mà nguy hiểm một khi xuất hiện, ngược lại liền không thể sợ. Lửa mạnh đối với giang giật tới nói căn bản không tính sự tình, hỏa mị chỉ là lửa mạnh dựng dục ra tới mị linh, không có thực thể chỉ có thể khống chế hỏa diễm, đây càng không có tính nguy hiếp. Duy nhất có ta nguy hiểm liền là giang lân thú, bọn chúng nghe nói có thể phun ra minh hỏa, giang giật còn không có được chứng kiến. Giờ phút này hắn muốn đi mở mang dưới, Hỏa Linh Châu tuyệt đối sau kỳ thanh Trần Tị hỏa châu mạnh, hắn có chữ tiểu truyện ký tự trời sinh không sợ minh khí sở dĩ cái này ngàn vạn hỏa long nhìn rất hung mãnh kỳ thật nguy hiểm cũng không lớn. đương nhiên hắn không có mạo muội tiến lên mà là để tiểu thú khống chế thiên viêm thú xuất vào mấy đầu hỏa long bên trong đi tới gần giang lân thú cùng hỏa mị đồng thời thần trí của hắn khóa chặt bên kia muốn nhìn một chút hỏa mị cùng giang lân thú làm sao công kích thiên viêm thú không hổ là hoang trong lửa dựng dục cường đại dị trùng. Xông vào Hỏa Long bên trong không có nửa điểm sự tình, ngược lại đem bên trong Hỏa Mị bị hù lui ra phía sau. Hỏa Mị cũng không có thực thể, thoạt nhìn như là một đạo lưu quang, bất quá lờ mờ có thể nhìn thấy một tấm mặt thú. Có lẽ là Thiên Viêm thú trên người Hỏa Diễm càng bá đạo một chút, Hỏa Mị hoảng sợ lui lại, không dám tới gần Thiên Viêm thú. Hưu, mấy cái Hỏa Mị bên trong mấy đạo hồng quang bay ra, Giang giật đôi mắt lập tức sáng lên, Giang Lân thú rốt cục xuất thủ sao? Cái này Giang Lân thú cùng Giang kích cỡ tương đương, trên thân như đom đóm lóe lên lóe lên, một cái răng lân thú cấp tốc tới gần thiên viêm thú, trong miệng phun ra một hạt hỏa tinh, xa xa kỳ thanh trần lập tức quát lớn, giang giật, mau lui lại. Cái này minh hỏa thật bá đạo, tại minh hỏa xuất hiện trong nháy mắt, kỳ thanh trần cảm giác nhiệt độ ít nhất cao mấy lần, nàng thiên lực như nước tiêu hao, mặc dù còn có thể chịu nổi nhưng nàng bản năng cảm giác được nguy hiểm. Giang giật không có lui, bởi vì hắn không có cảm nhận được nửa điểm nhiệt độ, hỏa linh châu rõ ràng có thể chịu nổi minh hỏa. Ánh mắt của hắn khóa chặt cái kia bị minh hỏa bao phủ đi vào thiên viêm thú, biến sắc. Minh hỏa không có đem thiên viêm thú cho thiêu chết, bên trong minh khí lại nhẹ nhõm đem thiên viêm thú phản khống chế, chỉ là trong nháy mắt thiên viêm thú tự biến thành minh sứ, phản hướng hắn vào tới. Vù vù, giang giật thả ra mấy trăm thiên viêm thú chỉ là mấy cái trong chớp mắt toàn bộ bị minh khí ma hóa, ngược lại hướng hắn đánh tới. Trong tay hắn hỏa long kiếm quang mang lóe lên, bốn đầu long văn du tẩu, bắn ra từng mảnh từng mảnh hồng quang kia hồng quang là sát khí vào tới thiên viêm thú thoáng cái lại không động được giang giật mi tâm từng cái chữ tiểu truyện ký tự xuất hiện tại thiên viêm thú trên thân nhất chuyển những này bị khống chế thiên viêm thú lại biến thành tiểu thú nô lệ hô hô ngàn vạn hỏa long gào thét mà đến thoáng cái đem giang giật bao phủ đi vào hỏa long bên trong từng cái giang lân thú bay ra hướng hắn phun ra từng hạt hỏa tinh ý đồ dùng minh hỏa thiêu chết hắn để minh hỏa bên trong minh khí ma hóa hắn chết giang giật quát lạnh một tiếng hỏa long kiếm vùng vẩy đột nhiên hướng một cái giang lân thú bên trên đập tới sát khí lan tràn ra giang lân thú muốn chạy trốn đều trốn không thoát chỉ có thể bỗng nhiên giữa không trung chơ mắt nhìn qua hỏa long kiếm đập tới âm um, hỏa long kiếm dung hợp kiếm sát phương về sau uy lực nhưng so sánh nguyên thủy linh bảo giang giật trong cơn giận giữ một kích giang lân thú trong nháy mắt bị nện thành bột mịn bất quá giang lân thú cuối cùng bị nện khi chết trên thân một đạo nồng đậm minh khí lan tràn ra đem giang giật bao phủ đi vào hư giang giật nội tâm đại định cái này giang lân thú có lẽ đối với còn lại võ giả có lớn vô cùng uy hiếp phong hào chiến thần đoán chừng đều rất đau đầu nhưng đối với hắn tới nói quá đơn giản bốn phía lửa mạnh hắn căn bản không sợ minh hỏa đối với hắn không có hiệu quả minh khí đến bao nhiêu chữ tiểu truyện ký tự có thể tịnh hóa kiểu làm sạch bao nhiêu đối với hắn không có uy hiếp chút nào ông thân thể của hắn bạch quang lóe lên huyền hoàng chi lực vận dụng tốc độ thoáng cái bạo tăng hắn tựa như một đầu dao long tại ngàn vạn hỏa long bên trong du tẩu Hỏa Long kiếm đầy trời cuồng vũ, chuyên công kích Giang Lân thú, còn như những cái kia hỏa mị hắn thì mặc kệ, bởi vì hắn cũng không biết làm sao công kích. Giang Lân thú đối với Kỳ Thanh Trần bọn người uy hiếp lớn nhất, trước tiên đem Giang Lân thú thanh lý mất lại nói. Mạnh mẽ, xa xa Hỏa Phượng quân, nhìn qua tại ngàn vạn Hỏa Long bên trong thế không thể đỡ Giang giật âm thầm cảm khái, rất nhiều người cũng không có cùng Giang giật cùng một chỗ chiến đấu qua, nghe được Hỏa Phượng trong quân rất nhiều lão binh nói khoác có chút xem thường. Giờ phút này kiến thức giang giật chiến lực, hoàn toàn phục, thịnh danh chi hạ quả nhiên vô hư sĩ A. À. Bất luận cái khác, giang giật không sợ hỏa diễm minh khí, giờ phút này tốc độ còn nhanh đến không thấy, mỗi lần công kích đều có thể đánh giết một cái giang lân thú, cái này mấy giờ mọi người tự cam bái hạ phong. Toàn bộ giải tán, công kích hỏa mị, chú ý khác đừng làm bị thương giang giật, kỳ thanh trần nhìn thấy giang giật phóng đi ngàn vạn hỏa long chỗ sâu, vội vàng hạ lệnh. Các nàng cũng không phải xem trò vui, không có khả năng để Giang Giật một người khổ chiến, chính nàng màu đỏ Nguyễn Kiếm xuất hiện, bắn ra từng đạo màu đỏ lưu quang khóa chặt hỏa long bên trong hỏa mị công kích, a à, công kích không có hiệu quả, lưu quang đâm xuyên hỏa mị mà qua căn bản không có tạo thành bất kỳ nguy hại gì, nàng nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại. nếu có thể công kích Giang Giật đã sớm đem hỏa mị cho đánh chết, nàng nghi tâm một đạo bạch quang lóe ra, thả ra công kích linh hồn, linh hồn của nàng công kích không tính quá mạnh, nhưng phong vương cấp linh hồn rất cường đại công kích này uy lực tự nhiên dọa người. Bạch quang hiện lên cái kia hỏa mị phát ra một đạo thét lên, tiếp lấy hóa thành một đạo khói đỏ biến mất không thấy, đầu kia hỏa long cũng tự động sụp đổ, hóa thành từng mảnh lửa mạnh hướng phía dưới trôi nổi mà đi. Tốt, kỳ thanh trần đại hỉ, khẽ kêu, đều chưa tới gần, phóng thích công kích linh hồn là được, lửa này mị không có thực thể, pháp tác thần thông công kích không có hiệu quả. Ong ong ong, hưu hưu hưu, hỏa phượng quân ngàn người đều là diệt ma chiến thần cấp võ giả, công kích linh hồn người người cơ bản đều hiểu một chút, bất quá rất nhiều người cũng không tinh thông, chỉ có mấy chục người công kích linh hồn rất cường đại. Dạng này cũng đầy đủ, giang giật tại phía trước hấp dẫn sở hữu hỏa mị giang lân thú lực chú ý, bọn hắn nhẹ nhõm xa xa công kích đem từng cái hỏa mị giết chết, ngưng tụ lửa mạnh hỏa long sẽ tự động tiêu tán. Thoải mái, ban đầu hơn 100 lão binh hưng phấn vô cùng, còn lại hỏa phượng quân cũng rất là phấn chấn. Có giang giật tại thi hành nhiệm vụ quả nhiên nhẹ nhóm, cái này cùng tới chơi đồng dạng. Nhiệm vụ lần này là đánh giết 200 vạn hỏa mị cùng Giang Lân thú, nếu như không có Giang giật, bằng vào bọn hắn phi thường khó khăn hoàn thành, cuối cùng khẳng định lại có rất nhiều người vẫn lạc. Giang giật một người tựu đứng vững Giang Lân thú cùng hỏa mị công kích, không có gì bất ngờ xảy ra lần này một người cũng sẽ không chết đi. Lần này chiến công thế nhưng là dòng giá có 10 triệu a, Kỳ Thanh Trần không muốn chiến công, phân xuống tới phi thường khả quan, chẳng khác gì là lấy không. Một canh giờ, hai canh giờ Giang giật mang theo mọi người hướng biển lửa bao phủ đi, đem từng mảnh nhỏ hỏa mị cùng giang lân thú hù dọa, sau đó từng mảnh nhỏ rào sát. 200 vạn giang lân thú số lượng khả quan, mặc dù giang giật mỗi một hơi thở thời gian liền có thể đánh giết mấy cái, nhưng số lượng thực sự nhiều lắm. Sau năm canh giờ, kỳ thanh trần quát lớn tốt, giang giật trở về, số lượng vượt qua, nhiệm vụ hoàn thành. Hưu, giang giật từ đằng xa bay vụt mà quay về, sau lưng còn có ngàn vạn hỏa long gào thét mà đến, hắn lại nhìn cũng không nhìn một chút, hắn phong khinh vân đạm mặt cùng phía sau hoa mỹ hình tượng, thấy rất nhiều người âm thầm say mê. Trở về, mọi người nhao nhao bắn tới, nơi này hỏa mỹ cùng giang lân thú là không giết xong, mỗi cách một đoạn thời gian tới tiêu diệt toàn bộ một chút là đủ. Mọi người bay trở về truyền tống trận, kỳ thanh trần để quân đội từng nhóm truyền tống về đi. Giang giật, các loại chờ tất cả mọi người truyền tống rời đi về sau, kỳ thanh trần cùng kỳ nguyệt kỳ hà đi vào truyền tống trận, lại nhìn thấy giang giật không nhúc nhích có chút hiếu kỳ mà hỏi, người không quay về, các ngươi về trước đi, ta đi vạn thánh giới nhìn xem một người bạn. Giang giật phất phất tay, kỳ thanh trần lông mày nhíu lại nói, ngươi đi vạn thánh giới, càng hẳn là muốn trở về truyền tống A, ngươi lại không thể xé rách hư không. Vạn thánh giới tựa như là bạch hà giới phụ thuộc giới diện người trước truyền tống đi bạch hà giới liền có thể chuyển đi vạn thánh giới. chương 1594, để chư Khương tới hỏi. Ai nói ta không thể, Giang giật trong tay giới chỉ sáng lên, một bộ màu đen thủ sáo xuất hiện, đây là liệt không thủ sáo, nhậm thiên phàm bảo vật. Ban đầu ở thanh hồn bí cảnh bị chém giết về sau, gian giật cầm hắn không gian giới chỉ, cái bao tay này hắn đã sớm tại đãng ma cốc luyện hóa. Liệt không thủ sáo đây không phải đảm nhiệm thượng tướng quân sao nha. Kỳ thanh trần nhận biết cái bao tay này, nàng rất nhanh tỉnh ngộ lại, nghĩ nghĩ nói ra, vậy ta cùng đi với người đi, trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau, vạn nhất có người không sợ chết điên cuồng trả thù, ta và người cùng đi bọn hắn hội cố kỵ chút. Cũng tốt. Giang giật nhẹ gật đầu, kỳ thanh trần đi ra truyền tống trận, kỳ nguyệt kỳ hà truyền tống đi, giang giật đeo lên thủ sáo đối hư không hung hăng chộp tới. Xuy suy liệt không thủ sáo rất thần kỳ, thoáng cái liền đem không gian cho xé rách, giang giật đối kỳ thanh trần nói ra, đi vào. Kỳ thanh trần thân thể lóe lên tiến vào hư không bên trong, giang giật vội vàng đi theo vào, hai người ra đen kịt một màu trong hư không, sau lưng một mảnh kim quang, giang giật lướt qua, ánh mắt bỏ ra phải phía trước nói, vạn thánh giới ở bên kia, đi thôi. Theo trên tư liệu xem, lửa mạnh bí cảnh ngay tại vạn thánh giới bên cạnh, giang giật không có hỗn độn thần thuyền, kỳ thanh trần cũng không có, lần trước là thiên hàn quân chủ, hai người chỉ có thể cứ như vậy bay qua. Trong hư không đen kịt một màu, dị thường bình tĩnh, nơi này tới gần giới diện bình thường là không có hư không loạn lưu, sở dĩ hai người cũng không cần lo lắng cái gì. Bất qua bốn phía quá đen, hai người dựa chung một chỗ phi hành, cảm giác cô nam quả nữ trong đêm tối gian phòng bên trong hơi có chút xấu hổ, hai người cũng không biết nói cái gì, càng không nói bầu không khí càng xấu hổ, cũng có một tia nhàn nhạt kiều diễm, để Giang giật rất là hưởng thụ, để kỳ thanh trần càng lộ vẻ câu thúc cùng xấu hổ. Cũng may vạn thánh giới thật không xa, vẻn vẹn phi hành hơn một canh giờ, phía trước liền thấy một cái cự đại điểm sáng, nương theo hai người tới gần, một cái cự đại giới diện ra hai người phía trước. Vạn thánh giới rất lớn, đương nhiên tương đối địa sát giới như thế siêu cấp đại giới mà tới nói tự nhỏ đến thương cảm, so bí cảnh ngược lại là lớn hơn mấy trăm lần. Kỳ thanh trần trên mặt thần sắc lo lắng nhìn qua phía trước hồng mông cương khí nói, giang giật, người đâm xuyên qua hồng mông cương khí sao thứ này rất nguy hiểm, người nhất định muốn chú ý. Chưa ăn qua thịt heo, ta gặp qua heo chạy, yên tâm đi, ta thế nhưng là có nguyên thủy linh bảo chiến giáp, còn có liệt không thủ sáo, chỉ là hồng mông cương khí sao có thể làm tổn thương ta ngươi vào của ta không gian thần khí bên trong đi thôi. Giang giật cười nhạt một tiếng, trên mặt đều là tự tin và thong dong thấy kỳ thanh trần trở nên hoảng hốt, dưới cái nhìn của nàng cùng hai tử tiểu nam nhân, trải qua lần này đại chiến sau là thật trưởng thành, trước kia cảm giác khắp nơi muốn chiếu cố hắn, ngược lại cần hắn chiếu cố. Giang giật lấy ra Hỗn Nguyên Châu đem kỳ thanh Trần Thu vào, thân thể hóa thành cuồng long hướng phía trước hồng mông cương khí bay đi. Trên thân một kiện màu trắng chiến giáp xuất hiện, cái này bạch ngọc giáp là Du Thiên Vương, Nguyên Thủy Linh Bảo, như thế bảo vật Giang giật tự nhiên trước tiên tụ luyện hóa, đây chính là có thể bảo mệnh đồ tốt. Quả nhiên có liệt không thủ sáo hồng mông cương khí nhẹ nhóm có thể xé toạc ra, căn bản sẽ không đụng chạm thân thể, coi như đụng chạm có nguyên thủy linh bảo chiến giáp cũng không có việc gì. Giang giật nhẹ nhóm đâm xuyên đi vào, ra vạn thánh giới trên không trung. cái này vạn thánh giới linh khí vẫn là rất nồng đậm, bất quá so với địa sát giới vẫn là chênh lệch rất nhiều a. À. Giang giật ở trên không trung liếc mấy cái, thân thể bị cường đại trọng lực kéo đến kịch liệt hạ xuống, hắn không chút hoang mang, cái này vạn thánh giới chỉ là bạch hà giới phụ thuộc vị diện. Người mạnh nhất đoán chừng cũng liền phong hào chiến thần đi, đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì áp lực. Hưu, tại cách xa mặt đất ngàn trượng, giang giật thiên lực chấn động thân thể bay vụt mà lên, hướng cách đó không xa một tòa thành nhỏ bay đi. Hắn bạch ngọc giáp ẩn vào trong thân thể, đem kỳ thanh trần tung ra ngoài, cùng nàng cười cười không nói gì, tiếp tục hướng phía trước mới bay đi. Hai người rất nhanh đã tới phía trên tòa thành nhỏ, thành nhỏ không có khai vòng bảo hộ, hai người liền trực tiếp hướng trong thành bay đi hai người vô lễ cử động xúc động thành nhỏ cường giả, một tên thần vương bay vụt mà lên, chắp tay quát khẽ nói, hai vị đại nhân là ai từ đó mà đến vì sao tự tiện xông vào địa tinh thành. Giang giật cùng kỳ thanh trần đều là điệu thấp người, tại vào thành trước kỳ thanh trần trên mặt còn ra phát hiện ra một mảnh lụa mỏng, che mặt, khí tức trên thân thu liếm, sở dĩ cái này thần vương dò xét không đến hai người cảnh giới, bất quá rõ ràng cảm giác hai người không giống như là vạn thánh giới người. Giang giật mặt không thay đổi trả lời, chúng ta là ai, người không có tư cách biết rõ, thiên tinh thành ở đâu chúng ta muốn đi thiên tinh thành đúng rồi. Các ngươi vạn thánh giới giống như có một cái gọi là chư khương A. Chư khương khương thiếu, thần vương bị giang giật dọa sợ, chư khương thế nhưng là vạn thánh giới hoàng tộc A, thái tử đồng dạng nhân vật. Cái này thần vương vội vàng mang theo giang giật hướng truyền tống trận bay đi, một bên giải thích nói, thiên tinh thành tại nhất phương nam tinh hạ phủ, đại nhân, các người cần trước truyền tống đi tây lũng phủ thành, lại mời phủ chủ đại nhân mở ra truyền tống trận truyền tống đi tới một cái phủ vực giang giật hai người truyền tống rời đi cái này thần vương nghi ngờ thì thào hai vị đại nhân này đến tột cùng là ai hai người chiến lực không chịu thua kém a đi thiên tinh thành chuyện bên kia không phải đã qua sao còn qua bên kia làm gì chẳng lẽ lại xảy ra chuyện ông giang giật hai người xuất hiện đây lũng thành nội đây là phủ vực thành trì cường giả tương đối nhiều giang giật trên thân hai người ẩn tàng không ngừng khí tức kinh động đến một số người mấy đạo thần thức quét tới, bất quá ngược lại là không ai nhận ra thân phận của hai người, một tên thần đế cấp cường giả theo tòa thành bên trong bay ra, có chút đề phòng nhìn qua hai người nói, hai vị là ai đến ta Tây Lũng Thành có chuyện gì quan trọng. Không có việc gì, đi ngang qua, Giang giật thuận miệng nói, lập tức trong tay xuất hiện một chút thần nguyên nói, chúng ta muốn đi tinh hà phủ, thỉnh cầu truyền tống thoáng cái. Ách, cái này thần đế không có tiếp Giang giật thần nguyên, ngược lại càng thêm đề phòng nhìn qua hai người, lần nữa lạnh giọng quát khẽ nói, hai người các ngươi đến tột cùng là ai các ngươi không phải chúng ta vạn thánh giới người A không nói ra thân phận, ta chỉ có thể đem các ngươi xem như gian tế. Ngươi không có tư cách biết rõ, giang giật lãnh mâu lóe lên, bên người kỳ thanh trần trên thân khí tức cường đại lóe lên, trực tiếp đem người này chân áp đến hai chân mềm nhún, kém chút quỳ xuống. Giang giật lạnh giọng nói ra, mở ra truyền tống trận, giống như muốn hỏi thân phận của chúng ta, để chư khương đến hỏi. Lần trước vạn giới đấu pháp, Giang giật nhớ rõ vạn thánh giới đại biểu liền là chư khương, người này hẳn là tại vạn thánh giới thân phận địa vị rất cao kia thần đế nghe được cái tên này đằng sau sắc đột biến rất là kiêng kỵ nhìn kỳ thanh trần một chút khom người nói hai vị đại nhân mời giang giật cùng kỳ thanh trần tiến vào truyền tống trận không bằng hắn còn không có truyền tống trước đó tựu bàn giao nói chúng ta chỉ là muốn đi tinh hà phủ thiên tinh thành gặp một người bạn người đưa tin thoáng cái nhường đường qua phủ vực phối hợp xuống thuận tiện để chư khương tới một chuyến hắn tới tự nhiên là biết rõ thân phận của chúng ta nơi này đi tinh hà phủ xem ra còn rất xa giang giật lại không muốn đi một chỗ bị người thẩm vấn một phen sở dĩ đặc biệt dặn dò một tiếng cái này thần đế liền vội vàng gật đầu để cho người ta một đường đưa tin cho dọc đường phủ vực thuận tiện trước tiên đưa tin đi vạn thánh giới quân chủ thành để cho người ta đưa tin cho chư khương đi thiên tinh thành thần đế các loại chờ giang giật bọn hắn sau khi đi đầy mắt kinh nhi thì thào thiên tinh thành không có gì đặc biệt nhân vật a thành chủ giống như trước đó không lâu mới náo động lên đại sự chẳng lẽ lại hai người là hướng về phía thành chủ đi? chương 1595, người cũng là đến bắt cha ta sao? Một nam một nữ, nam thần đế cấp nữ chiến lược ít nhất là phong hào thần đế cấp. Vạn thánh thành bên trong, chư khương nhận lấy đưa tin, đầy mắt kinh nghi. Vạn thánh giới là bạch hà giới phụ thuộc giới diện, muốn truyền tống đến vạn thánh giới, chỉ có theo bạch hà giới truyền tống mà đến, nhưng bọn hắn cũng không nhận được bạch hà giới bất luận cái gì đưa tin, điều này nói rõ hai người này là xé rách hư không vào đây biết rõ tên của ta vậy khẳng định là đại gia tộc công tử tiểu thư, đến tột cùng là ai. Chư Khương không nghĩ ra, bất quá đã đối phương điểm danh, hắn chỉ có thể bay ra chính mình tòa thành phóng đi truyền tống trận, một đường hướng tinh hà phủ truyền tống mà đi. Vạn thánh thành tại giới diện biên giới Tây Nam, hắn truyền tống đi tinh hà phủ còn thêm gần một chút, chờ hắn đến tinh hà phủ, giang giật hai người còn không có truyền tống tới. Hắn mang theo một đám cường giả ngay tại trên quảng trường chờ, muốn nhìn một chút đến cùng là thần thánh phương nào bá đạo như vậy không thông qua chủ nhân đồng ý tự mạnh mẽ xông tới vạn thánh giới. Ông, một đạo quang mang lấp lánh, truyền tống trận rốt cục phát sáng lên, chờ quang mang thu lại chư khương và mấy chục tên cường giả ánh mắt lập tức quét tới. Chỉ là kỳ thanh trần mang theo lụa mỏng, cái này lụa mỏng rõ ràng là trí bảo mọi người dò xét không rõ ràng, giang giật mặt chư khương ngược lại là có chút ấn tượng, nhưng không bao giờ cũng không nhớ ra được. Ngươi là, giang, giang giật, hắn nhìn thấy giang giật mái tóc màu đỏ đột nhiên tỉnh ngộ lại hổ khu chấn động ánh mắt lại nhìn về phía kỳ thanh trần về sau lập tức liên tưởng vội vàng chắp tay cười khổ nói thanh trần tiểu thư giang giật công tử nguyên lai là hai vị chư khương thất lễ giang giật kỳ thanh trần một đám cường giả sắc mặt đại biến kỳ thanh trần thế nhưng là phong vương cấp cường giả tương lai thiên hàn quân chủ giang giật càng là giết nhân ma đầu lăn lộn thế ác ma a à. hai vị này thế mà lặng yên vô tức tới vạn thánh giới may mắn một đường không có người đắc tội các nàng nếu không chết cũng là chết vô ích a à. giang giật là đến tìm người không phải tìm đến sự tình hắn khẽ mỉm cười nói hẳn là chúng ta thất lễ chư công tử lần trước chúng ta tại thánh linh giới gặp qua ta còn mắt thấy qua chư công tử vô thượng phong thái lần này tới là có chút hít sự tình quấy dày công tử đâu có đâu có chư khương thụ sủng nhược kinh giang giật thế nhưng là như mặt trời ban chưa a à, hắn vội vàng khách khí chắp tay nói giang công tử mới là người bên trong long phượng tuyệt thế thiên tài người kia một bài thần khúc thế nhưng là lượn quanh lương tam trời a à, chưa nào đó bội phục người không nhiều giang công tử tuyệt đối là vị thứ nhất ha ha giang giật cười nhạt một tiếng cũng không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề nói ra quay lại lại cùng chư công tử ôn chuyện ta đi trước thiên tinh thành một chuyến gặp ta một người bạn thiên tinh thành chư khương nao nao hỏi người bằng hữu kia là ai a à tên gọi là gì cái này giang giật mơ hồ nháy nháy mắt có chút lúng túng nói ra tên thật của hắn ta cũng không biết đi trước thiên tinh thành đi. Huyền đế chỉ có ngoại hiệu, tên thật của hắn giang giật thật đúng là không biết, dù sao hắn là thiên tinh thành thành chủ, đi thiên tinh thành tự nhiên là biết rõ. Chư Khương vội vàng tại phía trước dẫn đường, mang theo hai người đi vào truyền tống trận đi thiên tinh thành. Ba người đến thiên tinh thành về sau, giang giật thần thức trước tiên hướng phủ thành chủ quét tới, nhưng mà để hắn phi thường thất vọng là hắn cũng không có ở bên trong phát hiện huyền đế, mà lại phủ thành chủ vô cùng quạnh quẽ người hầu đều không có mấy cái bên trong vẻn vẹn chỉ có mấy cái giữ cửa hộ vệ. a à, Giang giật thần thức đột nhiên khóa chặt một trong đó viện hài tử, kia là một cái tiểu nữ hài niên kỷ rất nhỏ, hẳn là xuất sinh cũng không có quá lâu, nhìn chỉ có 5-6 tuổi, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Giang giật tại trên mặt nàng lờ mờ thấy được huyền đế dáng vẻ. Giang công tử, người muốn tìm bằng hiếu, nhưng có tư liệu. Chư Khương nhìn thấy Giang giật đứng tại trong truyền tống trận bất động, có chút nghi ngờ hỏi. Giang giật tỉnh ngộ lại, thuận miệng giải thích nói, hắn nói hắn là thiên tinh thành thành chủ, các người thiên tinh thành gần nhất thành chủ nhưng có biến động. Thành chủ chư khương sắc mặt đại biến, con ngươi nhất chuyển hỏi, bằng hữu của người thế nhưng là gọi huyền diệp. Huyền diệp huyền đế, Giang giật có chút không xác định, hắn nghĩ lại hỏi, thiên tinh thành thành chủ ở đâu ngươi để hắn ra gặp ta. Thành chủ không tại, chư khương con người lấp lóe trầm ngâm một lát cắn Giang nói ra, Giang công tử, giống như bằng hữu của ngươi là huyền diệp, việc này liền phiền toái. Bởi vì hắn vừa mới bị chộp tới Bạch Hà Giới, phạm vào trọng tội, Bạch Đế cô công tử điểm danh bắt hắn. Cái gì, Giang giật con người thoáng cái lạnh xuống, thân thể hướng phủ thành chủ bay đi, đi vào sau tự quát khẽ, ai nhận biết huyền diệp, cho ta tranh tấm giống như ra. Chư Khương cùng kỳ thanh trần đi theo bay vụt mà đến, thành nội rất nhiều cường giả đều bị kinh động hướng bên này vào tới, đây chỉ là thành nhỏ, tất cả mọi người không biết Chư Khương cùng Giang giật kỳ thanh trần, sở dĩ không người lên tiếng. Xa xa xa, hậu viện tiểu nữ hài kia đột nhiên chạy ra, rụt rè nhìn qua Giang giật nói, người cũng là đến bắt cha ta sao? Cha, Giang giật thân thể chấn động, nội tâm của hắn đã có chút xác định huyền diệp liền là huyền đế, hắn thấy không có người chân dung lập tức lấy ra giấy bút, bút đi long xà, chỉ là giải rác mấy bút tự vẽ lên một bức tranh chân dung. Hắn cầm tranh chỉ vào người ở bên trong đối tiểu nữ hải nói ra, đây là cha ngươi sao? Cha, tiểu nữ hải thoáng cái khóc lên, nước mắt như nước sông tràn lan. Giang giật nội tâm run lên, vội vàng ngồi xổm xuống ôm tiểu nữ hài nói, hai tử đừng khóc, ta là cha ngươi cha bằng hiếu, ta hội cứu ra cha ngươi, ta cam đoan. Phiền toái, chư khương sắc mặt triệt để trở nên âm trầm xuống, giang giật thế nhưng là một người điên a, à, xem tình huống cái này huyền diệp hay là hắn vô cùng trọng yếu bằng hiếu. Giang giật nhìn qua vẫn như cũ nước nở không thôi, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nữ hài, ôn nhu nói ra, hai tử ngươi tên là gì, đừng sợ. Ta là theo thiên tinh giới tới, cha ngươi cùng ngươi đã nói thiên tinh giới sao, thiên tinh giới tiểu nữ hài thoáng cái mắt sáng rực lên đình chỉ thút thít trọng trọng gật đầu nói ra thúc thúc người thật là theo thiên tinh giới tới cha nói nơi đó là cố hương của chúng ta hắn còn nói chờ ta trưởng thành muốn dẫn ta trở về đùa đâu đúng thúc thúc ta gọi huyền trứng gà giang giật đến từ thiên tinh giới để tiểu nữ hài thoáng cái có thân cận cảm giác tựa như tìm được chủ tâm cốt nàng nghĩ nghĩ mặt mũi tràn đầy cấp bách đối giang giật nói ra thúc thúc người nhanh đi mau cứu cha ta cùng mẫu thân đi các nàng bị người xấu bắt được trứng gà rất sợ hãi a à. Trứng gà đừng sợ, Giang giật đem huyền trứng gà đưa cho bên cạnh kỳ thanh trần ôm, ánh mắt như là dã thú lộ hung quang, khóa chặt chư Khương nói, chư công tử, huyền diệp phạm vào chuyện gì cụ thể bị ai bắt, giờ khác này ở cái nào? Cái này, chư Khương trần chờ dù sao vạn thánh giới là bạch hà giới phụ thuộc giới diện, bạch ra đó là bọn họ chư gia chủ tử, hắn nếu nói xảy ra sự tình đi qua kia không phải là phản bội chủ tử sao? Ông, Giang giật trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, thoáng cái gác ở chư khương trên cổ thanh âm đằng đằng sát khí vang lên chư khương hai lựa chọn hoặc là nói ra chân tướng hoặc là chết chư khương nhìn qua giang giật một đôi hiện ra hồng quang con mắt nghĩ đến cái này tên điên liền du thiên vương cũng dám giết tại địa giới còn có hắn ai không dám giết nếu không nói ra chân tướng sợ là chư gia muốn bị diệt tộc a à. hắn nghĩ nghĩ chỉ có thể cắn răng truyền âm nói huyền diệp thê tử là hiếm thấy chủng tộc trước đó không lâu bị bạch đế cô công tử coi trọng Huyền Diệp ra tay giết bạch đế cô công tử phái tới sứ giả, cho nên bọn họ vợ chồng đều bị bắt, giờ phút này cũng đã tại Bạch Hà Thành. Bạch Hà Thành, Giang giật khóe miệng cong lên một cái đường cong, sát khí doanh vậy mà, cười lạnh một tiếng, quát thanh trần, ôm trứng gà theo ta đi, đi Bạch Hà Thành chiếu cố cái này bạch đế cô công tử. chương 1596, ta là thiên tinh giới Giang giật. Địa giới có rất nhiều cổ xưa lão đại tộc, rất nhiều đại tộc kéo dài mấy chục vạn năm, một mực sừng sững tại địa giới chi đỉnh, thậm chí đã từng còn đi thiên giới xưng bá qua một phương, Bạch Gia liền là như thế một cái đại tộc. Bạch Gia lịch sử phi thường lâu đời, đỉnh phong nhất thời điểm đã từng xưng bá qua thiên giới thập đại giới diện một trong thần long giới, coi như Bạch Gia tại thiên giới cũng có người, có cái tộc lão còn là một vị đại đế thủ hạ đại tướng. Bạch Gia sách lược một mực rất không tệ, hàng năm đều sẽ tốn hao to lớn tài nguyên bồi dưỡng người trẻ tuổi, chờ những người tuổi trẻ này có chỗ tiểu thành, đạt tới thần đế cảnh liền sẽ đưa đi thiên giới. Đương nhiên, bộ phận này người đại đa số đều sẽ vẫn lạc tại thiên giới, mà sống sót tới kia một phần nhỏ người, đều tại thiên giới cắm rễ, có trở thành chúa tể một phương, có trở thành tứ đế thủ hạ tướng lĩnh, bạch gia không cầu những người này trung thành với bạch gia, chỉ cần liên minh cùng một chỗ, cộng đồng tiến thối là đủ. Dạng này bạch gia không chỉ có thể đạt được vô tận thiên giới tài nguyên, còn cần rất nhiều rất nhiều cường đại minh hiếu, sở dĩ mấy chục vạn năm đến, bạch gia một mực bất diệt, nếu ai động bạch gia liền muốn ngẫm lại bọn hắn tại thiên giới vô số đồng minh trong lịch sử bạch gia xuất hiện qua rất nhiều lần nguy cơ tỷ như đã từng thần dương tộc thiếu chút nữa chiếm đoạt bạch hà giới cuối cùng thiên giới một đại nhân vật lên tiếng để bạch gia may mắn thoát khỏi tại khó khăn lần này bạch gia lại tao ngộ nguy cơ nguy cơ đến từ một người một người trẻ tuổi tại chư khương xem ra lần này bạch gia như xử lý không tốt không nói che đỉnh tai ương chỉ ít có thể làm cho bạch gia tổn thất nặng nề Ông, Bạch Hà Thành trong truyền tống trận quang mang lấp lánh, trên quảng trường đã sớm tụ tập rất nhiều cường giả cùng quân đội, Bạch ra mấy trăm tên trưởng lão đều tới, Bạch ra ba tên công tử cũng ra, bất quá cũng không gặp Bạch Đế Thiên, cũng không thấy Bạch Hà Vương. Truyền tống trận quang mang yếu đi, Giang giật cùng ôm huyền chứng gà kỳ thanh trần ra trong truyền tống trận. Chư Khương cũng tới, hắn nhìn lướt qua sắc mặt âm trầm Bạch gia tộc nhân, nhìn xem phụ cận như lâm đại địch vô số cường giả thầm kêu không ổn. Bắt được một cái huyền diệp, thả không được sao vì sao muốn bày ra như thế trận thế đây là chuẩn bị cùng giang giật ăn thua đủ. Bạch gia quả nhiên ra đại nghiệp đại, trên quảng trường quân đội có mấy vạn, thần đế cấp cường giả ít nhất có mấy ngàn người, phong hào thần đế đoán chừng cũng có hơn trăm người, phía trước đứng thẳng bảy tên lão giả khí tức nhưng so sánh nhậm thiên phàm. Giang giật lãnh mơ quét qua, nội tâm triệt để bạo nộ rồi, trong mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, trong tay hỏa long kiếm cùng một cái cổ cầm xuất hiện, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Hắn một mực là dạng này tính cách, người cùng hắn hảo hảo nói, hắn sẽ cười mặt đón lấy, người nếu muốn chiến muốn áp hắn, vậy liền chiến lại nói, nửa câu nói nhảm cũng sẽ không nói. Kỳ thanh trần nhìn xem tình huống không đúng, nàng cũng sẽ không bỏ mặc giang giật làm ẩu, còn người nhất chuyển nhẹ giọng nói ra, ta là kỳ thanh trần, ai là bạch đế cô, ra gặp một lần. Giang giật sát khí trên người vừa thu lại, kỳ thanh trần nói chuyện, tự nhiên không thể không cấp nàng mặt mũi. Trong đám người ba tên hoa bào công tử một người trong đó đi ra chắp tay nói, Bạch đế cô gặp qua thanh trần tiểu thư, không biết tiểu thư có gì chỉ giáo. Bạch đế cô cùng bạch đế thiên dáng dấp có chút giống nhau, cái này bạch đế cô niên kỳ hẳn là lớn hơn một chút, khí độ so bạch đế thiên kém hơn một chút, cả người có vẻ hơi hung ác nham hiểm, xem xét liền là tính khí không thế nào tốt loại kia. Bạch đế cô ánh mắt một mực nhìn qua kỳ thanh trần, căn bản không có xem giang giật một chút, cũng không có nói chuyện cùng hắn, chứ khương xem xét tình huống càng thêm không ổn, ám đạo chính mình chuyến này không nên tới a. À. Giang giật nhìn thấy cái này bạch đế cô không nhìn hắn, nội tâm càng thêm bạo nộ rồi, không bằng hắn cũng không có phát tác, giống như có thể hòa bình xử lý hắn thật không muốn tái khởi tranh chấp. Kỳ thanh trần nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn qua bạch đế cô nói ra, hai người chúng ta lần này tới cũng không có mạo phạm bạch gia chi ý, chỉ là giang giật một người bạn nghe nói bị các ngươi bắt, hắn gọi huyền diệp, bạch công tử phải chăng có thể xem ta mặt mũi thả hắn đúng rồi. Bạch Hà Vương không có đây không thanh trần muốn bái thăm một phen, khi thanh trần tư thái thả rất thấp nàng không muốn giang giật lại cùng bạch gia đối đầu nếu không lấy nàng thân phận cùng thực lực hoàn toàn sẽ không cùng cái này bao cỏ công tử nói chuyện người này vẻn vẹn chỉ có thần đế cảnh giới rõ ràng là tiêu hao bạch gia tài nguyên trồng lên đi nhìn xem nàng lúc con người chỗ sâu hiện lên một tia tham lam cùng cái này khiến nàng cực kỳ phản cảm huyền diệp bạch đế cô hồ nghi nháy nháy mắt quay đầu nhìn một cái mấy vị trưởng lão hỏi nhưng có việc này giang giật con mắt đều muốn phun lửa trong tay hỏa long kiếm quang mang lóe lên, một cỗ lăng lệ sát khí từ trên người hắn chuyển ra, kỳ thanh trần vội vàng rũi ra một cái ngọc thủ vỗ vỗ tay của hắn, giang giật chỉ có thể lần nữa đè xuống lửa giận. Có, một tên trưởng lão gật đầu nói tiếp, trước đó không lâu chúng ta thực sự tại vạn thánh giới bắt được một người, cái này huyền diệp phạm vào trọng tội, chém giết nhà chúng ta hai tên tộc nhân, hình đường đã phán quyết tội chết, trong khoảng thời gian này đang chuẩn bị chấp hành. a à, Bạch đế cô giả bộ lần đầu tiên nghe nói, hắn trầm tư một lát rất hào phóng vung tay lên nói đã thanh trần tiểu thư mở miệng việc này quả quyết không thể không cấp mặt mũi người tới đi đem cái này huyền diệp dẫn tới giao cho thanh trần tiểu thư ân phụ vương không ở đây còn tại thiên mạc giới thanh trần tiểu thư muốn bái phỏng nói chỉ có thể lần sau thật có lỗi đa tạ bạch công tử kỳ thanh trần khẽ vuốt cằm trong lòng treo lấy thạch đầu để xuống chỉ cần huyền diệp không chết giang giật liền sẽ không bạo tẩu bạch hà vương không tại giang giật như bạo tẩu thật đúng là không ai có thể khống chế được nổi hắn người trưởng lão kia nhanh chóng xuống dưới dẫn người bạch đế cô mời kỳ thanh trần đi bên trong an tỏa bị kỳ thanh trần tự tuyệt từ đầu đến cuối bạch đế cô cùng người của bạch gia không có cùng giang giật nói một câu giang giật lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm nhiều một câu một mực trầm mặc không nói chư khương như chút được gánh nặng xoa xoa mồ hôi trên trán nguyên bản hắn còn tưởng rằng muốn xảy ra chuyện không nghĩ tới bạch đế cô thế mà không có làm loạn cái này có thể đại công tử không có thực lực, nhưng tính khí lại thối cực kỳ, so với bạch đế thành làm người làm việc kém xa. Xa xa xa, một lát sau người trưởng lão kia đi lên, sau lưng đi theo hai tên quân sĩ, mang theo một cái máu thịt be bét nam tử, người này hai tay hai chân đều bị đánh gãy, toàn thân nhiều chỗ đều có thể trông thấy xương cốt, giờ phút này ngất đi, chỉ còn lại có một nửa sức lực. Huyền đế, giang giật quét người này một chút sắc mặt đại biến, thân thể cuồng bạo tiến lên ôm chặt lấy huyền đế, nhìn xem chương này quen thuộc mà xa lạ mặt, giang giật nội tâm giấy lên hừng ngực lửa giận, trên thân sát khí lần nữa một thịnh. Giang giật, khác đừng xúc động, trước cho huyền diệp chữa thương đi. Bạch gia tại thiên giới rất có thế lực, khẩu khí này tạm thời nhịn xuống, về sau chờ người thực lực mạnh tái xuất đi. Kỳ thanh trần truyền âm kịp thời vang lên, giang giật chỉ có thể cố nén lửa giận trước cho huyền đế chữa thương. Bên kia huyền trứng gà nhìn thấy huyền đế bộ dạng này, lập tức gào gào khóc lớn, muốn từ kỳ thanh trần trong ngực tránh thoát nhào tới, một bên quát to lên cha, cha. Tựa hồ nghe đến huyền trứng gà kêu gọi, huyền đế tại thời khắc này thế mà u u tỉnh lại, hắn con ngươi mờ mịt bốn phía quét qua, nhìn về phía giang giật thường có ta hoảng hốt, sau đó nhìn thấy huyền trứng gà về sau, đôi mắt đột nhiên co rụt lại giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn thấy huyền trứng gà dẫy ruộa lấy muốn đi qua, lại bị kỳ thanh trần bắt lấy, lập tức giận không thể nghỉ nói ra, các ngươi đám này xuất sinh, liền hài tử cũng không buông tha ta và các ngươi liều mạng. Huyền đế, Giang giật vội vàng đè lại muốn rằng co huyền đế, quát chói tai, huyền đế, người chấn định một chút, có ta ở đây chứng gà sẽ không xảy ra chuyện. Ta là Giang giật, thiên tinh giới Giang giật A, huyền thần cung huyền thần đao, còn nhớ rõ sao? chương 1597, bất tử tộc. Giang giật, huyền đế rốt cuộc tỉnh táo lại, còn người quét về phía Giang giật đột nhiên mở tròn vo, đầy mắt không dám tin. Hắn nhìn kỹ vài lần, kinh ngạc nói ra, ngươi là thiên tinh giới tiểu tử kia ngươi làm sao nhanh như vậy tự phi thăng cảnh giới của ngươi tu luyện thế nào đến nhanh như vậy thế mà cùng ta không sai biệt lắm phốc. Huyền đế vừa rồi tức thì nóng giận công tâm, xúc động vết thương một cái tụ huyết phun ra, giang giật vội vàng lấy ra thuốc chữa thương cho hắn ăn vào, rót vào một đạo thiên lực cho hắn chữa thương, dặn dò, huyền đế, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, quay đầu sẽ giải thích cho ngươi, ngươi tiên tiến của ta không gian thần khí bên trong chữa thương đi. Yên tâm, chứng gà ta hội chiếu cố thật tốt. Giang, Giang giật, huyền đế rũi ra một đôi đều là tiên huyết tay, đột nhiên nắm chắc Giang giật, đầy mắt cấp bách nói ra, mau cứu thê tử của ta, mau cứu thê tử của ta. Đúng rồi, Giang giật đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt bỏ ra bạch đế cô nói, thê tử của hắn đâu làm sao không cùng lúc thả. Bạch đế cô giờ phút này chính nhìn xem bên này, bất quá trong con người đều là khinh miệt. Huyền đế là phi thăng giả, Giang giật cũng là phi thăng giả. Đối với thượng giới thần tộc tới nói phi thăng giả đều là ti tiện tồn tại, tựu liền diệt ma đại đế cũng giống vậy. Bất quá giang giật ánh mắt bỏ ra hắn về sau, trong mắt của hắn vẻ khinh miệt lập tức biến mất, quay đầu nghiêm mặt cùng người trưởng lão kia hỏi, còn có người sao vì sao không cùng lúc dẫn tới. Bẩm công tử, trưởng lão kia bôn tẩu đi qua, bẩm báo nói ra, huyền diệp thê tử tại vạn thánh giới thời điểm chống lệnh bắt, cùng vạn thánh giới quân đội phát sinh xung đột thụ thương, trên đường thụ thương quá nặng chết rồi. Bởi vì nàng thê tử giống như trên người có độc tố, binh sĩ sợ chúng độc, đã đem thi thể thiêu hủy cái gì, huyền đế nghe được đoạn văn này sau lại lần há mồm cuồng phún một ngụm máu ngất đi, giang giật nội tâm trầm xuống, ánh mắt lần này lại nhìn về phía trư khương, lạnh giọng mở miệng nói, trư khương, người không phải nói các nàng vợ chồng đều bị bắt tới bạch hà thành sao? Ta, ta, trư khương bị giang giật cặp kia băng lãnh như giã thú, con mắt nhìn trầm trầm toàn thân run lên, hắn hữu tâm giải thích vài câu, nhưng xem xét bạch đế cô vài lần lại không dám nói, cuối cùng chỉ có thể ấp úng nói ra, việc này cụ thể ta cũng không rõ ràng cần hảo hảo điều tra một phen. Kỳ Thanh Trần nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, giang giật, bất đau buồn đi, trứng gà mẫu thân như là đã chết rồi, trước hết mang theo huyền diệp cùng trứng gà trở về rồi hãy nói đi. Mẫu thân không chết, huyền trứng gà lúc này đột nhiên mi tâm hồng quang lóe lên, phi thường khẳng định nói ra, thúc thúc, bọn hắn gạt người, mẫu thân không chết, mẫu thân cũng không chết tộc, nàng là giết không chết. Mẫu thân nói chúng ta bộ tộc này trừ phi dùng kinh khủng hỏa diễm đốt bên trên 10 ngày 10 đêm, nếu không thần hồn bất diệt, vĩnh viễn không chết được, vạn thánh giới cấp thấp hỏa diễm có thể đốt không chết mẫu thân. Bá bá bá, bạch đế cô bọn người sắc mặt toàn bộ dây lát biến, kỳ thanh trần đầy mắt ngạc nhiên, kinh nghi thì thào, bất tử tộc bất tử tộc thế mà vẫn tồn tại. Ông, bên kia giam giật trước tiên đem huyền đế thu vào không gian thần khí bên trong, trong thân thể của hắn huyền hoàng chi lực điên cuồng vận chuyển, thân thể nổ bắn ra mà lên, trong tay hỏa long kiếm bên trong bốn đầu hỏa long văn du tẩu, một đạo hồng quang gào thét mà ra trong nháy mắt bao phủ bạch đế cô còn có bên người mấy cái trưởng lão dừng tay trên quảng trường cường giả rất nhiều nhìn thấy gian giật động thủ rất nhiều người lập tức nổ bắn ra mà lên nhau nhau hướng gian giật vào tới một số người đã trải qua rồi phóng thích cường đại công kích liền muốn công kích gian giật hừ kỳ thanh trần trong tay giới chỉ lóe lên đem huyền chứng gà thu vào trong không gian giới chỉ trên người nàng khí thức cuồng bạo xuất hiện phong vương cấp khí thức khủng bố phô thiên cái địa đè xuống làm cho tất cả mọi người tốc độ đại giảm công kích dừng một chút ông 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 cùng lúc đó giang giật trong tay thiên hàn châu quang mũi nhọn lấp lánh từng cái kiếm sát tộc liên tục không ngừng thả ra chỉ là một hơi thời gian liền phóng ra ít nhất mấy ngàn hắn hỏa long kiếm bắn ra sát khí bao phủ bạch đế cô cùng bên người hai vị trưởng lão ba người con mắt thoáng cái đỏ lên căn bản không động được giang giật nhẹ nhõm đánh thẳng một mạch hỏa long kiếm hung hăng đối bạch đế cô đầu đánh xuống giang giật trước đừng giết người cầm xuống bạch đế cô là đủ khi thanh trần khẽ kêu một tiếng giang giật hỏa long kiếm mắt thấy là phải bổ chúng bạch đế cô đầu cuối cùng mạnh mẽ chuyển hướng hung hăng đập chúng vai trái của hắn bàng bạch đế độc thân bên trên một kiện cực phẩm chiến giáp xuất hiện chặn một kích này giang giác huyền hoàng chi lực vận chuyển giang giật nhục thân gấp trăm lần mạnh lên lực lượng cũng tăng trưởng gấp trăm lần một kích này lực lượng lớn bao nhiêu bạch đế cô nửa cái bả vai xương cốt đều toàn bộ bị đập gãy phía dưới phiến đá tầng tầng bạo liệt bạch đế cô bị mạnh mẽ nện xuống mặt đất nửa người xuống mồ Phốc, bạch đế cô trong mắt khôi phục thanh minh, hắn cuồng phún một ngụm máu tươi liền muốn phá vỡ mắng to. Nhưng giang giật một chân hung hăng hướng đầu hắn dẫm lên đi, đem hắn đầu dẫm lên tại phiến đá bên trên, hắn hỏa long kiếm chống đỡ bạch đế cô ngực, một bên khác kiếm sát tộc còn tại không ngừng bay ra, đã đạt đến hơn vạn, đem phụ cận tầng tầng bao phủ đi vào. Giang giật không nói gì, ánh mắt cách kiếm sát tộc xa xa cùng một đám bạch gia trưởng lão đối mặt, bên cạnh hắn kiếm sát tộc càng ngày càng nhiều, người của bạch gia chỉ có thể không ngừng lùi lại, đem giang giật cùng kỳ thanh trần bao quanh vây lại. Thế cục biến thành dạng này, kỳ thanh trần không tiện mở miệng nói chuyện, giang giật đợi một hồi gặp bạch ra không có người mở miệng, khóe miệng của hắn lạnh lẽo trong tay hỏa long kiếm đột nhiên bạch đế cô bụng dưới bổ tới, một đạo như giết heo tiếng gào thét vang lên, bạch đế cô nổi giận giống to, giang giật, ngươi lại dám phế đi thần hạch, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Bá bá bá, bên ngoài vô số cường giả sắc mặt lần nữa biến đổi, rất nhiều người sát khí doanh vậy mà, khắp nơi một mảnh ồn ào, bất quá tại Giang Giật băng lãnh thanh âm vang lên về sau, toàn trường lại trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, Giang Giật lạnh giọng nói ra, đừng nói phế ngươi đan điền, nhà ngươi Bạch Đế Thiên trước đó không lâu còn kém chút bị ta giết. Dù Thiên nghịch là ta tự tay tể, dù Thiên Vương cũng là ta giết, tại luyện ngục bí cảnh ta dám giết mấy ngàn tên công tử, tại thần dương bí cảnh ta dám diệt thần dương tộc mấy chục vạn cường giả, hôm nay ta cũng dám đổ các ngươi Bạch Hà thành. Một câu thả hay là không thả người, không thả người đừng trách ta giang giật vô tình. TT bốn phía vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm, trên thực tế hôm nay tạo thành cục diện như vậy, là bởi vì Bạch Hà Thành rất nhiều người cũng không xong việc tình đi qua, chỉ là nghe được một chút tin đồn, giờ phút này giang giật chính miệng nói ra, tự nhiên cho mọi người rất lớn chấn động. Bạch Hà Vương theo dung nham tử địa rời đi về sau, một mực chưa từng trở về, đều tại thiên mạc giới. Bạch Đế Thiên cũng không trở về nữa, giờ phút này giống như đồng dạng truyền tống đi thiên mạc giới. Sở dĩ Bạch Hà Thành nghe được truyền ngôn đều là ngoại giới lời đồn, cũng không có cụ thể tình báo tư liệu, mọi người nghĩ đến Bạch Hà Vương cùng Bạch Đế Thành lập tức sẽ trở về, đều chẳng muốn đi cầu chứng nhận. Mọi người đối với những tin tức này có chút nửa tin nửa ngờ, giang giật náo động lên đại sự đây là tình hình thực tế, nhưng muốn nói một cái phi thăng chưa tới nửa năm ti tiện phi thăng giả, một người lực áp bảy đại phong vương cấp, cái này đánh chết bọn hắn đều không tin. Đương nhiên, sẽ tạo thành cục diện hôm nay kẻ cầm đầu là Bạch Đế Cô, chính xác là bởi vì huyền đế thê tử, nàng là dị thường hiếm thấy bất tử tộc. Bạch đế cô là đại công tử, mà lại mẫu thân là bạch hà giới đệ nhất đại tộc, vốn là tương lai bạch gia người nối nghiệp. Hết lần này tới lần khác bạch đế cô thiên tư không được, ngược lại con thứ bạch đế thiên như sao trổi quật khởi, lực áp bạch đế cô trở thành bạch gia đệ một công tử. Bạch đế cô cùng ủng hộ hắn người tự nhiên sẽ sốt ruột, sẽ nghĩ biện pháp cho bạch đế cô tăng thực lực lên, cái này bất tử tộc liền là một loại phi thường thần kỳ đỉnh lô, có thể trợ giúp người nhanh chóng tu luyện cường đại linh thể. Sở dĩ thu được chư Khương đưa tin về sau, bạch đế cô lập tức tìm tới một đám trưởng lão thương nghị, chuẩn bị đem huyền đế giao ra, đem huyền đế thê tử lưu lại. Lại không nghĩ rằng gian giật người này như thế biêu hán, nói động thủ tự động thủ, thoáng cái còn đem bạch đế cô thần hạch phế đi. Làm sao bây giờ, rất nhiều trưởng lão, còn có bạch ra hai vị cái khác công tử không dám làm chủ. Bạch đế cô thần hạch bị phá, đời này xem như phế nhân, giống như đem huyền đế thê tử đem thả, bạch ra mặt mũi xem như triệt để quét sân. Bạch đế thành công tử, bóp nát hộ thân ngọc phù, quân chủ sẽ lập tức chạy về, chúng ta trước kéo giang giật. Cuối cùng một cái đức cao vọng trọng trưởng lão lặng yên truyền âm cho một tên bạch gia công tử, việc này tuyệt đối không có khả năng tính như vậy, bạch gia mặt không là ai đều có thể đánh. chương 1598, danh tự viết ngược lại. Người ở đâu, Tên lão giả kia lạnh lùng nhìn qua một tên trưởng lão, khiển trách còn không mau đi đem người dẫn tới các người nghĩ cô công tử chết. Đúng đúng đúng, trưởng lão lập tức chạy như điên, giang giật cùng kỳ thanh trần liếc nhau, lần này hai người không có khinh thường như vậy, kỳ thanh trần thần thức lặng yên khóa chặt người này, một đường dò xét. Trưởng lão này hướng phủ thành chủ phía sau tòa thành quần chạy tới, cuối cùng tiến vào một cái cự đại tòa thành bên trong. Nhưng mà trở ra liền không có xuất hiện, đợi chừng hai nén hương thời gian, giang giật còn không thấy người, lập tức quét qua tên lão giả kia âm thanh lạnh lùng nói đùa nghịch ta giang giật người chớ làm loạn lão giả liền vội vàng khoát tay nói ta cái này tự mình đi nhìn xem lão giả bay đi giang giật chỉ có thể tiếp tục chờ đợi nhưng lần nữa đợi thời gian một nén nhang lão giả kia còn chưa có đi ra hắn lập tức nổi giận hét lớn một nén nhang bên trong còn không thấy người tự gánh lấy hậu quả khắp nơi hoàn toàn tĩnh nghịch rất nhiều cường giả mặt giận dữ cũng không dám thiện động bạch hà vương không tại đại công tử bị giang giật bắt, ai dám loạn động như bạch đế cô chết người nào chịu trách nhiệm. Một nén nhang về sau, tên lão giả kia đúng giờ xuất hiện, nhưng hắn cũng không có mang theo huyền đế thê tử ra, ngược lại một mặt hổ thẹn nói ra, giang giật, huyền đế thê tử bị thương thật nặng, giờ phút này khí như du hồn chúng ta đang toàn lực trị liệu, phiền ngươi chờ một chút, chế chút ổn định lập tức hội mang ra. Đợi đại gia ngươi, thật sự cho rằng ta là ngớ ngẩn. Giống như đến loại tình huống này, Giang Giật còn xem không hiểu, hắn liền là ngu mốc rồi, Bạch ra rõ ràng đang trì hoãn thời gian chờ Bạch Hà Vương trở về. Chết, hết lần này đến lần khác bị lừa gạt, Giang Giật cũng nhịn không được nữa. Trong tay hắn hỏa long kiếm thật cao vung lên, đối dưới chân Bạch Đế Cô Đầu hung hăng đập tới. Một kích này lực đạo 10 phần, cứ việc có cực phẩm thần khí chiến giáp phòng hộ, Bạch Đế Cô Đầu thoáng cái đã nứt ra. Hỏa long kiếm liên tục không dứt vung xuống, mấy lần công kích phía dưới Bạch Đế Cô Đầu triệt để vỡ vụn. Kiếm sát tộc hướng phương bắc công kích, ai dám ngăn cản, giết chết bất luận tội. Giang giật bạo hống, phóng suốt mấy vạn kiếm sát tộc lập tức hướng phương Bắc phóng đi. Giang giật bạo tiếng giống chấn động đến rất nhiều người màng nhĩ nhói nhói, mặt phía Bắc Bạch ra cường giả bản năng bắt đầu tự vệ, các loại thần thông bí thuật đánh ra công kích kiếm sát tộc. Bạch ra cường giả công kích rất sắc bén, thoáng cái tựu có bên trên thiên kiếm sát tộc bị phá hủy. Chanh chanh, Giang giật trong tay cổ cầm xuất hiện, hắn đột nhiên kéo một phát dây đàn, một đạo cuồng bạo tiếng đàn nổ vang. Lần này tình huống nghịch chuyển, người của bạch gia rất nhiều bị tiếng đàn chấn nhiếp từng mảnh từng mảnh bị tàn sát giang giật người đây là muốn chết kỳ thanh trần việc này là chúng ta bạch gia cùng giang giật ân oán xin ngươi đừng liên lụy vào nếu không chúng ta bạch gia chỉ có thể cùng kỳ gia khai chiến toàn bộ xuất thủ chém giết giang giật giết 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 chỉ là mấy cái trong chớp mắt bạch gia ít nhất có hơn nghìn người bị chém giết kia bảy tên nhưng so sánh nhậm thiên phàm bạch gia trưởng lão bị tiếng đàn ảnh hưởng cũng không lớn mấy người giận tím mặt nhau nhau hét lớn, đồng thời hướng giang giật cuồng bạo vào tới. Hừ, kỳ thanh trần trùng điệp hừ một cái liền muốn xuất thủ, giang giật lại ngoái nhìn nhìn nàng một cái nói, thanh trần, việc này không liên quan gì đến ngươi, ngươi lui ra phía sau một chút. Lui ra phía sau, kỳ thanh trần biến sắc, nàng biết rõ giang giật muốn làm gì, vội vàng phi thân lên trong tay xuất hiện một viên tị hỏa châu, nàng hoảng sợ truyền âm nói, giang giật chớ làm loạn, người vừa để xuống hỏa cái này bạch hà thành mấy chục triệu người đều muốn biến thành cho tàn huyền đế thê tử có thể cũng sẽ bị thiêu chết ông giang giật trong lòng bàn tay lúc đầu sáng lên một đạo lục sắc quang mũi nhọn nghe được câu nói sau cùng mạnh mẽ thu vào hắn cái này một trần chờ thời gian bảy đạo lưu quang hung hăng đập tới hắn phản ứng rất nhanh thân thể trên không chung thay đổi nhưng vẫn là bị hai đạo lưu quang đánh trúng oanh hắn bị trùng điệp nện ở một cái tòa thành bên trong tòa thành ầm vang sụp đổ bảy tên cường giả hóa thành bảy đạo hồng quang bắn ra phế tích bên trong muốn đem giang giật tươi sống chém giết a à, vừa mới tới gần tòa thành phế tích bảy người tự thống khổ giống to hoảng sợ lui nhanh tiếp lấy một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao theo tòa thành phế tích bên trong hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi bốn phía vô số người bao quát kỳ thanh trần đều cảm giác được một cỗ kinh khủng dị thường cảm giác nóng rực cũng may cái này cảm giác nóng rực lập tức biến mất nếu không tiếp tục kéo dài vô số người đều muốn bị đốt sống chết tươi giang giật chỉ là để lục sắc hỏa diễm xuất hiện thoáng cái lập tức thu về như thế toàn bộ thả ra ngoài cũng không biết muốn thiêu chết bao nhiêu người giang giật bên ngoài cơ thể một kiện bạch ngọc chiến giáp hiển hiện thần quang dạng dỡ kia mấy đạo công kích cũng không có kích thương hắn hắn bay vụt lên trên trời bên trong tiếng đàn tiếp tục vang lên chân áp quần hùng kiếm sát tộc cũng mặc kệ nhiều như vậy dựa theo giang giật mệnh lệnh hướng phương bắc công kích ai dám ngăn cản giết chết bất luận tội có đàn âm thanh chấn áp trên quảng trường tụ tập mấy vạn đại quân căn bản là không có cách động đậy, những cái kia bạch gia thần đế cấp cường giả cũng không động được, mặc cho kiếm sát tộc đổ sát. Giang giật dừng tay, bảy tên người mạnh nhất nổi giận giống to, không ngừng đánh ra lưu quang công kích, đem Giang giật lần lượt đập bay ra ngoài, nhưng Giang giật có nguyên thủy linh bảo chiến giáp, bọn hắn không tới gần căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành cường đại tổn thương. Tới gần, ai dám tới gần, Vừa rồi giang giật trong tay toát ra hỏa diễm thế nhưng là đem bọn hắn đều dọa sợ, một khắc này tất cả mọi người coi là phải chết. Tên kia bạch gia nhất nước cao vọng trọng trưởng lão, xem tình thế tiếp tục phát triển tiếp, bạch gia chết người hội càng nhiều, vội vàng gào thét, giang giật, đừng giết, người lại giết người, ta cũng làm người ta đem nữ nhân kia giết. Giết đi, giang giật đùa cợt cười nói, huyền đế thê tử chết rồi, các người bạch gia nếu có thể sống một cái, ta giang giật danh tự viết ngược lại, hoang hỏa vừa ra, Bạch Hà Thành liền muốn biến thành tử thành. Hoang hỏa tê tê, bảy người hít một hơi lãnh khí, một người liên thanh quát to tốt, Giang giật ngưng chiến đi, chúng ta thả người, thả người. Giang giật vẫn là không nhúc nhích, một bên tiếp tục đàn tấu một bên lạnh giọng nói ra, lúc nào gặp người, lúc nào ngưng chiến, quyền lựa chọn tại trong tay các ngươi. Vù vù, trong bảy người có một người vội vàng bay vụt mà lên, hướng cái kia tòa thành bên trong phóng đi, rất nhanh liền mang theo một tên máu me khắp người, áo bảo lam lũ nữ tử xinh đẹp bay ra, hắn quát lớn, giang giật, người ở chỗ này, mau dừng lại. Tiếng đàn rốt cục cũng ngừng lại, kiếm sát tộc cũng ngừng giết chóc. Vô số người giật mình tỉnh lại, nhìn xem khắp nơi đều là sụp đổ tòa thành, nhìn thấy trên quảng trường đếm không hết thi thể chân cụt tay đứt, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Giang giật hướng xa xa kỳ thanh trần nhìn một cái, cái sau lập tức đem huyền chứng gà phóng ra, huyền chứng gà nhìn thoáng qua, khóc hô lên, mẫu thân, mẫu thân. Ông, vào thời khắc này, trong quảng trường một cái cự đại truyền tống trận phát sáng lên. Giang giật ám đạo không ổn, thân thể hướng bắc mới bay đến liền muốn bắt lại huyền đế thê tử, nhưng này sáu tên cường giả lại đồng thời động, ngăn ở giang giật phía trước. Giang giật trong tay sáng lên một đạo lục sắc quang mũi nhọn, ánh mắt băng lãnh như thiết, quát khẽ, lăn đi. Hừ, tại giang giật sẽ phóng thích hỏa diễm lúc, một đạo trùng điệp tiếng hừ lạnh vang lên, tựa như sấm sét giữa trời quang đem giang giật linh hồn nổ từng trận cơn đau, Giang giật con người đột nhiên hướng truyền tống trận phương hướng nhìn lại, thấy được ba cái người quen. Bạch Hà Vương, Thiên Mạc Vương, Hoàng Sư Vương cùng nhau mà tới. chương 1599, An Táng Phí. Bạch Hà Vương nhìn xem chính mình quen thuộc thành chỉ biến thành một vùng phế tích, nhìn xem rất nhiều quen thuộc tộc nhân biến thành thi thể trên đất, nhìn thấy trên quảng trường máu chảy thành sông, trên mặt hắn cơ bắp đều bóp méo, sát khí trên người vô hạn dâng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, giang giật, giang giật, giang giật, phong vương cấp cường giả cuồng loạn gào thét có kinh khủng. Từng đạo sóng âm giống như thủy triều dũng mãnh lao tới, rất nhiều người màng nhĩ một trận oanh minh, tiếp theo bị đánh vỡ suốt huyết nhiều, toàn bộ thành trì đều quanh quẩn giang giật hai chữ, rất nhiều nguyên bản dọa khóc hài tử, lại hù đến không dám lên tiếng. Phụ vương, bạch ra hai cái công tử tựa như bị ủy khuất hài tử, mang theo tiếng khóc nước nở hô hai tiếng, nổ bắn ra mà đến quỷ gối bạch hà vương trước mặt, một người kêu khóc nói, phụ vương, mau giết giang giật, cái này đại ma đầu đem đại ca giết đi cái tên điên này giết chúng ta rất nhiều tộc nhân vù vù rất nhiều trưởng lão cũng chạy như bay đến quỳ một gối xuống tại bạch hà vương trước mặt kỳ thanh trần thì trước tiên hướng giang giật bay đi như lâm đại địch trái lại giang giật mặt không thay đổi đứng tại chỗ trong tay lục sắc hỏa diễm một sáng một tối bốn phía nhiệt độ lúc cao lúc thấp bạch hà vương gào thét vài tiếng nổi giận đùng đùng nhìn qua giang giật nói giang giật hôm nay ngươi không cho bản vương cái giải thích hợp lý bản vương liều mạng với ngươi. Ách, toàn trường chấn kinh ngạc, Bạch Hà Vương rõ ràng không ra tay ngược lại muốn giải thích loại tình huống này còn giải thích cái giam A, trực tiếp động thủ chém giết liền phải, tam đại phong vương cấp cường giả còn sợ một cái giang giật, tiện tay có thể dùng chấn áp A. Hừ hừ, giang giật lạnh lùng hừ một cái, túm không kéo mấy nói ra, thuyết pháp Bạch Hà Vương, việc này ngươi không cho ta cái thuyết pháp, ta còn muốn liều mạng với ngươi đâu. Ngươi dưỡng hảo nhi tử A, trắng trợn cướp đoạt dân nữ không nói, ta tìm tới cửa, thế mà còn hết lần này đến lần khác lừa gạt ta giờ phút này bằng hữu của ta ngay tại người nhà ngươi trong tay, ngươi như lại đến chế một điểm, các ngươi Bạch Hà Thành liền muốn biến thành tử thành. Ừ, Bạch Hà Vương con ngươi lạnh lẽo, đột nhiên quét về phía người trưởng lão kia trong tay sách theo huyền đế thế tử. Hắn sắc mặt biến huyến mấy lần, nhìn qua quỷ gối trước mặt hai đứa con trai lạnh giọng hỏi, đến cùng là thế nào tình huống nữ nhân kia là chuyện gì đây? Phụ Vương, bạch ra một tên công tử giải thích nói nữ nhân này cùng nàng nam nhân tại vạn thánh giới giết chúng ta tộc nhân sở dĩ bị đại ca bắt được trở về giang giật quá bá đạo không thèm nói đạo lý đại ca đều không nói hai câu nói tự bị hắn giết phụ vương ngươi muốn vì đại ca báo thù a ầm um, bạch hà vương nâng lên đại thủ trưởng hung hăng đối với mình nhi tử vỗ tới đem hắn nhi tử đập ầm ầm bay ra ngoài mấy trăm trược trực tiếp đánh bất tỉnh đi qua toàn trường trợn tròn mắt Bạch Hà Vương điên rồi sao không giết Giang Giật thế mà ngược lại đánh con trai mình. Một đám phế vật, Bạch Hà Vương giận mắng một tiếng, ánh mắt oán độc nhìn qua Giang Giật, âm thanh lạnh lùng nói, Giang Giật, coi như nhi tử ta bắt được bằng hữu của ngươi, ngươi cũng không cần hạ này ngoan thủ a. À. Giang Giật u u cười một tiếng, nhún vai nói, lười nhác cùng ngươi giải thích, chính ngươi hỏi một chút nhà ngươi người, hỏi một chút sự tình kỹ càng đi qua. Không phải nhà ngươi người chính mình muốn chết, ta mới lười nhác động thủ, một câu thả hay là không thả người không thả người chính ngươi nhìn xem đủ tt tê tê, toàn trường vang lên rất nhiều hít một hơi lãnh khí thanh âm mọi người rốt cục phát hiện sự tình không đúng vị giang giật thật ngông cuồng quá bá đạo bọn hắn quân chủ lại quá sợ quá uất ức đó căn bản không phải bạch hà vương tính cách chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm phía ngoài lời đồn cũng không phải là lời đồn dù thiên vương đích thật là giang giật giết giang giật có được diệt sát phong vương cấp cường giả năng lực sau lưng của hắn hoàn toàn chính xác đứng đấy một cái phong đế cấp cường giả. Bạch Hà Vương trầm mặc, con người lấp lóe không ngừng, tựa hồ tại phân tích các loại lợi hại quan hệ, chuyện đã xảy ra hắn không cần hỏi cũng biết cái đại khái. Bên cạnh Thiên Mạc Vương cùng Hoàng Sư Vương càng là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, chết là người của Bạch gia, hai người bất quá là xem Bạch Hà Vương mặt mũi tới một chuyến thôi, bọn hắn cũng không muốn rước họa vào thân. Không thả, Bạch Hà Vương nghĩ đến thật lâu, cắn răng nói ra, người giết nhi tử ta, giết ta nhiều như vậy tộc nhân hôm nay ngươi không cho cái thuyết pháp bản vương coi như liều mạng đầu này lão binh cũng phải cùng ngươi tử chiến đến cùng giang giật cùng kỳ thanh trần liếc nhau trong hai người tâm đều thở dài một hơi bạch hà vương như thế làm dáng rất rõ ràng là sợ hắn sợ giang giật hỏa diễm sợ cái kia thần bí phong đế cấp cường giả hắn giờ phút này quyết chống hoàn toàn là muốn một cái hạ bậc thang thôi nếu không cũng không phải là muốn thuyết pháp mà là trực tiếp khai chiến giang giật thấy tốt thì lấy đi Kỳ Thanh Trần không muốn ra loạn gì, nàng truyền âm một câu trong tay sáng lên một đạo quang mang, còn tại kêu khóc giấy rụa huyền trứng gà, tại quang mang sáng lên sau an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Nàng đem huyền trứng gà thu nhập không gian thần khí bên trong, chắp tay nói ra, Bạch Hà Vương, việc này ta mắt thấy chuyện đã xảy ra, Giang giật bắt đầu một mực hảo hảo nói chuyện, cũng không định khai chiến, hết thảy đều là Bạch Đế cô gieo gió gạt bão. Đương nhiên, Giang giật cũng có lỗi, nếu không việc này bồi thường một chút Bạch ra tổn thất, như vậy bỏ qua. Bồi thường, rất nhiều người của Bạch Gia nổi giận, chết nhiều người như vậy, bồi điểm thần nguyên bảo vật là được rồi Bạch Gia giống như là thiếu thần nguyên bảo vật sau bên kia thiên mạc vương cùng Hoàng Sư Vương đối mặt đồng dạng, bắt đầu giảng hòa, tiếp tục náo xuống dưới đối với song phương đều không có chỗ tốt. Thiên mạc vương mở miệng nói, vạn sự hòa vi quý, lão bạch việc này cho ta ta mặt mũi, chém chém giết giết tóm lại cũng không tốt. Đã nói phải bồi thường, giang giật ngươi ra cái giá. Hoàng sư vương nhẹ gật đầu, nhìn qua giang giật nói, giang giật, ngươi cho cái hợp lý bồi thường đúng rồi. ngươi không phải có một cây thương súng sao bồi ra? lão bạch nói không chừng liền có thể bớt giận. thương súng, giang giật lông mày nhíu lại, lại muốn chặt đầu thương súng. đây chính là nguyên thủy linh bảo, cái này trào giá rất ác độc a. À. hắn cười nhạo một tiếng trong tay xuất hiện mười mấy cây trường thương, lạnh lùng cười nói thương súng dễ nói, ta cái này có mười mấy cán, hoặc là toàn bộ bồi thường cho các ngươi. thiên mạc vương cùng hoàng sư vương trợn trắng mắt. Giang giật lấy ra đều là trung phẩm thần khí A, cho bọn hắn đều không cần. Bạch Hà Vương sát khí trên người dâng lên, trong tay một thanh trường đao xuất hiện liền muốn xuất thủ, Hoàng Sư Vương cùng Thiên Mạc Vương liền vội vàng kéo hắn, Thiên Mạc Vương cả giận nói, Giang giật, người còn không lấy điểm cứng rắn hàng ra, chúng ta có thể kéo không ở A. Lần này đến phiên Giang giật bó tay rồi, kéo không ở cũng đừng kéo A, diễn cái này trò vui cho đồ đần xem A. Bên cạnh kỳ thanh trần bay tới đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, ta một cái phi thăng giả, có cái dám bảo vật A thần nguyên cũng không nhiều. Như vậy đi, lần này coi như ta sai rồi, ta ra ba vạn thần nguyên, xem như cho nhà ngươi an táng phí đi. Phốc, rất nhiều thụ thương võ giả một cái lão huyết phun ra, trong mắt phun lửa, giết nhiều người như vậy, giang giật tự bồi mấy món trung phẩm thần khí, tăng thêm ba vạn thần nguyên bọn hắn bạch ra là muốn cơm sao. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Bạch Hà Vương gầm thét lại muốn xông lại, Hoàng Sư Vương cùng Thiên Mạc Vương gắt gao bắt hắn lại, Kỳ Thanh Trần đều thấy trên trán hắc tuyến từng cái từng cái, diễn kỹ này cũng quá hư nát. Nàng khoát tay áo truyền âm nói, giang giật, đừng đùa, huyền đế thê tử tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, mau chóng xử lý xuống, hồi trở lại đáng ma cốc đi. Giang giật trầm mặc xuống, Bạch Hà Vương sĩ diện muốn bậc thang dưới, nếu không hôm nay nháo kịch sợ là rất khó kết. Nhưng Nguyên Thủy Linh bảo hắn cũng sẽ không cho, thần Nguyên thật vất vả cho tới một chút, càng không khả năng trả về cho bạch gia. Nghĩ nghĩ hắn bên ngoài cơ thể bạch ngọc giáp ẩn vào trong thân thể, lấy ra một cái dao găm như thiểm điện đối ngược liên tục thọc ba bốn đao, từng đạo cột máu bắn ra mà ra, nhưng hắn sắc mặt không có một tia cải biến, tựa hồ chọc vào trên thân người khác. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn qua bạch hà vương, lạnh giọng nói ra, bạch hà vương, người đếm xem nhà ngươi chết bao nhiêu người, ta tự đâm bao nhiêu đao cái này bàn dao có thể đủ. Cắt cắt chương 1600, diệt ma châu, chết bao nhiêu người, đâm bao nhiêu đao rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau lần này có thể ít nhất chết đi mấy ngàn người chẳng lẽ giang giật muốn đâm mấy ngàn đao a à, kỳ thanh trần nhìn qua ngực ba bốn lỗ máu giang giật miệng nhỏ mở ra kinh hô lên có chút không đành lòng đi nhìn nhiều đối với nàng tới nói thụ thương kỳ thật không phải đại sự nàng cũng gặp nhiều người chết nhưng tàn nhẫn như vậy tự mình hại mình nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy mà lại tự mình hại mình người hay là cùng nàng quan hệ phức tạp mập mờ một cái nam nhân suy suy Giang giật sau khi nói xong, trong tay dao găm tiếp tục hung hăng đối bụng dưới, đuôi, bả vai, ngực không ngừng đâm tới. Một đao lại một đao, hắn mỗi lần đâm đến độ phi thường sâu, mỗi lần đều có thể lưu lại một cái lỗ máu, đều có một đầu cột máu bắn ra, nhìn phi thường dọa người. Năm đao, 10 đao, hai mươi đao, toàn trường giống như chết hiên tính, vô số mắt người bên trong đều là vẻ kinh hãi. Nơi này có rất nhiều đều là nhân vật hung ác, giết người vô số, nhưng đều bị giang giật hù dọa, có lẽ là Giang Giật thực lực cùng thân phận, có lẽ là Bạch Hà Vương đội e ngại Giang Giật, có lẽ là Giang Giật thần sắc quá bình tĩnh, ánh mắt của hắn quá lớn, tấm kia dần dần trở nên mặt tái nhợt để rất nhiều người đều câm như hến. Kỳ Thanh Trần quay đầu ra đi, Hoàng Sư Vương cùng Thiên Mạc Vương rời đi ánh mắt, chỉ có Bạch Hà Vương cùng Giang Giật đối mặt. Nhìn qua Giang Giật cặp kia băng lãnh không mang theo một tia tình cảm con ngươi, Bạch Hà Vương hậu cõng cũng có chút run rẩy. Chết mấy ngàn người, Giang Giật như đâm xong cái này mấy ngàn đao, hắn có thể hay không chết không biết, nhưng khẳng định không thành hình người, khẩu khí này cũng hoàn toàn chính xác có thể ra. Vấn đề là, Bạch Hà Vương thật dám để cho Giang giật đâm nhiều như vậy đao vị này chính là sát tinh A, đứng sau lưng một cái phong đế cấp cường giả. Lần này như triệt để đắc tội hắn, để hắn ghi nhớ, về sau Bạch Hà giới còn có thể an bình sau hắn mỗi lần tới giết đi mấy ngàn người, đâm hơn mấy thiên đao, không muốn mấy tháng Bạch gia tựu không ai. Tốt, tại Giang giật thọc hơn 40 đao về sau, Bạch Hà Vương diện mục âm trầm hét lớn một tiếng, nhìn qua Giang Giật nói ra, Giang Giật, lần này coi như xong, giống như lần sau còn dám tới địa bàn của ta nháo sự, bản vương thể giết ngươi, cút đi. Hưu, kỳ thanh trần bay vụt mà đến, trước tiên quán chú thiên lực giúp Giang Giật chữa thương cầm máu, nàng mặt mũi tràn đầy đau lòng quan tâm nhìn qua Giang Giật nói, ngươi còn có thể được không? Nam nhân, không thể nói không được, ha ha, một chút vết thương ra thì thôi, ta không có như vậy không chịu nổi giang giật nhếch miệng cười một tiếng khóe miệng có một tia huyết dịch tràn ra hắn cũng không lau khoát tay áo nói thanh trần đi trước cứu huyền đế thê tử kỳ thanh trần chừng giang giật một chút phi thân hướng nơi xa bay đi bên kia nắm lấy huyền đế thê tử trưởng lão liền tranh thủ người giao ra kỳ thanh trần dò xét một phen xác định chỉ là thụ trọng thương cũng không có còn lại sự tình sau thở dài một hơi chữa thương một phen ném vào không gian thần khí bên trong truyền âm để huyền trứng gà không nên động mẫu thân nàng giang giật chúng ta làm sao trở về ngươi bộ dáng này còn thế nào truyền tống kỳ thanh trần bay tới, có chút khó khăn truyền âm nói. Ông, Giang giật hai tay xuất hiện liệt không thủ sáo, trực tiếp tê liệt không gian, quát khẽ nói, đi vào. Kỳ thanh trần đã hiểu Giang giật ý tứ, hai người về trước lửa mạnh bí cảnh, ở bên kia chữa thương một phen lại truyền tống về đáng ma cốc là được. Nàng bay vụt tiến vào vết nứt không gian, Giang giật ánh mắt thì chuyển hướng bạch hà vương. Để lại một câu nói cũng tiến vào hư không bên trong, ba vị quân chủ, Giang ngỗ cáo tử, sau này không gặp lại. Ông, Giang giật vọt vào vết nứt không gian bên trong, vết nứt không gian nhanh chóng khép lại. Bạch Hà Vương các loại chờ, Giang giật sau khi đi, nổi giận đánh ra mấy trường, đem bên cạnh vài tòa tòa thành trực tiếp thẻ thành bột mịn, tiếng nổ vang vọng toàn bộ Bạch Hà Thành, thật lâu không ngừng. Ta muốn giết chết hắn, ta muốn giết chết hắn, a a a bạch hà vương mang theo thiên mạc vương cùng hoàng sư vương tiến vào một cái đại thành lâu đài bên trong đi vào tựu nổi giận giống to thiên mạc vương cùng hoàng sư vương liếc nhau hai người trong mắt đều là ngưng trọng giang giật là treo tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu đao a hôm nay hắn có thể đến bạch hà thành đại khai sát giới trời sáng có thể đi thiên mạc thành có thể đi hoàng sư thành hắn muốn giết ai tựu giết ai mọi người còn không dám động đến hắn bạch đế cô bị giết bạch gia con em bị giết mấy ngàn cái này nếu là đổi lại những người khác đã sớm chết mấy chục khắp nơi, coi như đối phương là phong vương cấp cường giả ba người cũng có thể liên thủ làm. hết lần này tới lần khác bọn hắn cái gì đều không làm được, còn muốn mất mặt xấu hổ diễn một màn kịch, cùng tiễn giang giật rời đi. vừa rồi giang giật tự mình hại mình lúc ba người thậm chí cũng không dám để hắn thương quá hung ác, sợ bị ghi hận. biệt khuất ga ba ngày phong vương cấp cường giả theo xuất sinh đến, chưa bao giờ cảm giác như thế biệt khuất. trong ba người tâm lên cơn giận dữ nhưng lại không biết như thế nào cho phải nhất định muốn giết chết hắn giết chết hắn bạch hà vương lại thì thào lần này hắn theo dung nham tử địa rời đi chưa có trở về bạch hà giới mà là đi thiên mạc giới kỳ thật chính là thương lượng làm sao nghĩ biện pháp giết chết giang giật khi đó còn có chút do dự giờ phút này hắn đặt quyết tâm nhất định muốn trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp giết chết giang giật bằng không hắn bạch sao uy vọng rớt xuống ngàn trường hắn bạch hà vương cũng không cần tại địa giới lăn lộn bạch lão ca. Hoàng sư vương nghe được có chút bực bội rồi, không kiên nhẫn nói ra: Người khác đừng một mực thì thảo a, à, ai cũng muốn lộng chết giang giật. Vấn đề là làm sao làm ai có thể đối phó cái kia yêu tộc đại năng chẳng lẽ lại để ngươi nhị thúc đi mời thanh đế hạ giới không thành? Thanh đế là thiên giới tứ đế một trong, bạch gia có cái cường giả liền là thanh đế ái tướng. Giống như thanh đế có thể hạ giới, đối phó một cái chỉ là yêu tộc đại năng vấn đề không lớn. Vấn đề thanh đế hội hạ giới sao? hiển nhiên không được sở dĩ không ai có thể đối phó được cái kia yêu tộc đại năng không ai dám giết giang giật hoàng sư vương con ngươi lấp lóe trầm ngâm một lát đột nhiên mở miệng nói ta ngược lại thật ra có cái biện pháp bất quá lần này ta tổn thất nhưng lớn lắm biện pháp gì bạch hà vương cùng thiên mạc vương trong mắt tinh mang lóe lên nhìn thấy hoàng sư vương vẫn còn có chút trần chờ bất định bạch hà vương lập tức quát khẽ nói lão hoàng a đến lúc nào rồi tổn thất của ngươi hai nhà chúng ta bồi thường cho ngươi mau nói tốt ga à. Hoàng Sư Vương trong tay giới chỉ sáng lên, xuất hiện một viên hạt châu màu xanh, hạt châu này xem xét liền là bảo vật, phía trên có nhàn nhạt long văn, tựa hồ bên trong có một đầu thanh long bị khốn trụ, hắn cười hắc hắc nói, biết rõ đây là cái gì ư? Bạch Hà Vương hai người nhìn kỹ vài lần, Thiên Mạc Vương rất nhanh kinh hô lên, Diệt Ma châu. Hắc hắc, không sai, Hoàng Sư Vương u u cười nói, hạt châu này ta hao tốn rất lớn đại giới lấy được, Diệt Ma châu hiện, Diệt Ma cung khai. Diệt Ma châu như là đã xuất hiện theo thời gian tính toán kia diệt ma cung nhiều nhất 3 tháng liền sẽ mở ra. Bạch Hà Vương cùng thiên mạc đối mặt hai mắt, cái trước đôi mắt sáng lên nói, Lão Hoàng, ngươi là muốn đem hạt châu này đưa cho Giang Giật để hắn đi diệt ma cung sau đó chúng ta lại đi phục kích hắn. Sai, Hoàng Sư Vương âm hiểm cười hai tiếng nói, mặc dù diệt ma cung tại thiên giới, nhưng nếu như chúng ta phục kích hắn bị cái kia yêu tộc đại năng biết rõ, nàng khẳng định sẽ tìm đến chúng ta phiền phức. Các ngươi liền không thể dụng kế sao thiên giới nhiều như vậy yêu nghiệt thiên tài, Giang giật làm chúng ta địa giới đệ nhất thiên tài, chỉ cần hơi thả ra một điểm tiếng gió, tự nhiên sẽ có người đi tìm hắn để gây sự. Còn có, giống như đem diệt ma cung xuất hiện thời gian cùng địa điểm tiết lộ cho minh giới, các người cảm thấy lại có hậu quả gì. Tê, tê Bạch Hà Vương cùng Thiên Mạc Vương hai người đồng thời hít một hơi lãnh khí, không rét mà run. chương 1601, tranh tranh thiết cốt. Không được, Bạch Hà Vương nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng, hắn lắc đầu nói ra, cùng minh giới cấu kết việc này một khi bị điều tra ra ba nhà chúng ta đều muốn diệt phong mà lại nhân tộc nội bộ đánh nhau mượn nhờ minh giới cái này không được đâu đúng vậy a à, thiên mạc vương cũng gật đầu nói chính chúng ta nội bộ đấu chơi như thế nào đều được nhưng lần này giống như minh tộc dính vào hương vị tựu thay đổi ta cũng cảm giác không tốt ai nói muốn cùng minh giới cấu kết hoàng sư vương mắt to chừng một cái nói minh giới tiềm phục tại các giới đều có thám tử a lão bạch Người đừng nói các người bạch hà giới không có ta tin tưởng ngươi khẳng định biết rõ ai là minh giới gian tế, người cố ý dưỡng mấy cái dùng để phản gián A. Bạch hà vương cùng thiên mạc vương nhẹ gật đầu, việc này ngược lại là thật, có một ít cường giả bị minh khí ma hóa, bất quá dấu giếm rất sâu. Những người này kỳ thật đều bị các gia tộc trong khống chế, tùy thời có thể dùng diệt sát, bọn hắn giữ lại những cường giả này là dùng đến thời khắc mấu chốt đối phó minh tộc. Sở dĩ nha, hoàng sư vương u u cười nói, giang giật tình huống Minh giới khẳng định đã sớm biết thiên tài như thế Minh giới cũng nghĩ chém giết không cho hắn trưởng thành chúng ta cũng không phải cố ý đi cùng Minh giới mật báo chỉ là các loại chờ Giang Giật đi diệt ma cung lúc thả ra một chút tiếng gió tự nhiên sẽ có người đi cho Minh giới báo tin còn như Minh giới có thể hay không suốt binh tựu việc không liên quan đến chúng ta dạng này a à, Bạch Hà Vương cùng Thiên Mạc nhẹ gật đầu giống như chỉ là như vậy đến không tính là gì sự tình coi như truy tra cũng tra không được ba người trên đầu hoàng sư vương tiếp tục nói ra có thể đi diệt ma cung người đều là thiên giới siêu cấp gia tộc công tử trên thân khẳng định có thần độn phù loại hình trọng bảo coi như đến lúc đó minh giới có hành động những công tử kia cũng sẽ không xảy ra chuyện lại nói thiên giới khắp nơi đều là minh tộc lần này thiên giới khẳng định cũng có rất nhiều gia tộc xuất động coi như xảy ra chuyện người của thiên giới khẳng định cũng tưởng rằng bọn hắn một nhà trong đó tiết lộ tiếng gió quan chúng ta điều sự tốt bạch hà vương quyết định vỗ vỗ hoàng sư vương bả vai nói, lão hoàng, quay đầu ta đưa 100 cây thiên măng cho ngươi, ngươi có thể xuất ra diệt hồn châu hoàn toàn chính xác đủ ý tứ, bất quá hạt châu này làm sao đưa cho giang giật. Cái này dễ thôi vô cùng, hoàng sư vương nghe được 100 cây thiên măng mừng rỡ, u u nói ra, giang giật cùng kỳ thanh trần không đứng ở làm nhiệm vụ, tùy ý bố trí ném đi nhiệm vụ bọn họ địa điểm là được. Kỳ thanh trần nha đầu kia khẳng định nhận biết thứ này, một cái diệt hồn châu có thể đi ba người, Kỳ Thanh Trần nha đầu kia gần nhất cùng Giang giật thân nhau, khẳng định hội mang theo hắn đi. Kỳ Thanh Trần, Bạch Hà Vương lại có chút trần chờ, hắn trầm ngâm chốc lát nói, nhà đầu kia thế nhưng là thiên hàn vương tâm đầu nhục A, à, vạn nhất chết rồi. Không quản được nhiều như vậy, thiên mạc vương vung tay lên nói, cũng không phải chúng ta buộc các nàng đi, Giang giật nhất định phải chết, nếu không chúng ta mấy người không có một ngày tốt lành qua, quyết định như vậy đi. Tốt A, à, Bạch Hà Vương cắn răng nói, Lão Hoàng, người đi an bài, cần hỗ trợ ba người chúng ta cùng một chỗ hành động. Hắc hắc, Hoàng Sư Vương cười lạnh gật đầu nói, một cái ti tiện phi thăng giả, thế mà cưới tại trên đầu chúng ta đi, ý, lần này định để cái này tạp toái chết không có chỗ chôn Tê tê, hắn đại gia, đau chết mất, hư không bên trong giang giật cùng kỳ thanh trần nhanh chóng phi hành, kỳ thanh trần một tay mang theo giang giật, giang giật thân thể mặc dù ngừng chảy máu, nhưng trên đường đi vẫn là đau đến nhe răng kết miệng, thỉnh thoảng kêu rên vài tiếng. Hư hư. Kỳ thanh trần bạch nhãn một phi đạo, người không phải nói nam nhân không thể nói không được sao không phải mới vừa mặt không đổi sắc sao làm sao hèn nhát. Dựa vào, Giang giật trừng mắt nói, ở trước mặt người ngoài sao có thể sợ đánh dụng răng cũng muốn ngậm lấy huyết nuốt xuống, không phải không ngoại nhân sao ta còn giả cái giám a à. Ngoại nhân, kỳ thanh trần trên mặt hiển hiện một tia nhàn nhạt đỏ ửng nghe Giang giật lời nói này luôn có ta là lạ, nàng không phải ngoại nhân chẳng lẽ là nội nhân sao nghĩ tới đây nàng có chút nổi giận hư lạnh nói, bảo ngươi khoe khoang, ngươi lần trước không phải lường gạt vài ức thần nguyên sao bồi hai ức không được sao không bồi thường giang giật con mắt lại chừng một cái nói nhiều như vậy thần nguyên ta tình nguyện thêm đâm mấy đao dù sao là ta vết thương da thịt dưỡng tiểu nửa ngày liền tốt tiểu nửa ngày kiếm vài ức thần nguyên làm ăn này đi nơi nào tìm mà lại việc này lại không tệ tại ta không phải xem mặt mũi ngươi ta bậc thang cũng không cho bọn hắn dưới làm lớn chuyện tự làm lớn chuyện ai sợ ai tốt tốt tự ngươi có thể ta nói không lại ngươi Kỳ thanh trần bất đắc sĩ thở dài, giang giật tựu tính cách này, một đầu bướng bỉnh nhiêu, hôm nay giống như không phải nàng tại tuyệt đối phải ăn thua đủ. Bất quá nghĩ lại, nàng thưởng thức không phải liền là giang giật điểm ấy sao thả bị gãy chứ không chịu cong, tranh tranh thiết cốt, vĩnh viễn không thỏa hiệp khuất phục, đây cũng là võ đạo tinh thần chỗ. Giang giật lấy ra hỗn nguyên châu nhìn lướt qua huyền đế, kỳ thanh trần dò xét thoáng cái huyền trứng gà cùng huyền đế thê tử, xác định ba người đều bình an về sau, hai người không còn nói nhảm, giang giật nhắm mắt chữa thương, Kỳ Thanh Trần mang theo giang giật đi đường. Khắp nơi đen kịt một màu, không hề có một chút thanh âm, trong hư không phi hành là phi thường buồn tẻ mà cô độc sự tình, hắc ám cũng có thể để cho người ta sợ hãi tịch mịch. Cũng may bên cạnh có một cái giang giật, Kỳ Thanh Trần không hiểu cảm giác một trận an tâm, tựa hồ cùng giang giật cùng một chỗ, cái gì đều không cần e ngại. Bạch Hà giới rời đi vạn thánh giới có chút xa, rời đi lửa mạnh giới thì càng xa, hai người dòng dã phi hành 10 cái canh giờ, mới trở lại lửa mạnh bí cảnh phụ cận. Lửa mạnh bí cảnh phía ngoài hồng mông cương khí cũng không nhiều, giang giật nhẹ nhõm đâm xuyên đi vào, mang theo kỳ thanh trần về tới truyền tống trận. Tại trong truyền tống trận lại chữa thương 10 cái canh giờ, hai người truyền tống về đáng ma cốc. Ba ba bá, bá, vừa ra đãng ma cốc vô số ánh mắt tự quét tới, lần này xem giang giật càng giống xem quái vật, rất nhiều mắt người bên trong đều là e ngại. Rất rõ ràng Bạch Hà thành sự tình không gạt được truyền tới, Giang giật tại đáng ma quân trong mắt triệt để biến thành ác ma giết người tuyệt đối không thể trêu chọc người giang giật không để ý đến mọi người cùng kỳ thanh trần vội vàng về tới hỏa phượng quân doanh hắn đi vào lập tức đem huyền đế truyền ra huyền trứng gà cùng huyền đế thê tử cũng phóng xuất huyền trứng gà nhìn thấy huyền đế sau lại gào gào khóc lớn huyền đế thương thế khá hơn một chút nghe được huyền trứng gà kêu gọi sau lại lần tỉnh lại hắn tinh thần minh hiển đã khá nhiều ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thê tử trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên dỗ huyền trứng gà vài câu nhìn về phía giang giật nói giang giật đa tạ ha ha giang giật cười nhạt một cái nói huyền đế nói cái này liền khách khí chúng ta là người một nhà người một nhà huyền đế trong mắt trở nên hoảng hốt tựa hồ nhớ tới xa xôi thiên tinh giới hắn dừng một chút hỏi bên kia còn tốt chứ còn tốt bất quá ta sau khi phi thăng đều không có thời gian trở về nhìn xem giang giật cũng nhớ tới thiên tinh giới nhớ tới rất nhiều người cũng không biết giang vân hải bọn người còn sống không lập tức hắn lại nghĩ tới còn tại mặc vũ bí cảnh y thiền bọn người, còn người ảm đạm, miễn cưỡng cười nói, huyền đế, người trước chữa thương đi, ở chỗ này là tuyệt đối an toàn. Người như nghĩ hồi trở lại thiên tinh giới, ta có thể tìm người đưa người trở về, qua một thời gian ngắn. Ta cũng sẽ trở về nhìn xem, tiễn ta về nhà đi, huyền đế đầy mắt phức tạp nhìn giang giật một chút, hắn vô số lần nghĩ hồi trở lại thiên tinh giới nhìn xem, nhưng đều không thể lực làm được, dù sao hạ giới cũng không phải sự tình đơn giản. Giang giật cái này mới phi thăng không bao lâu tiểu ra hỏa, lại lẫn vào tốt như vậy đều có thể tùy ý hạ giới. chương 1602, thần thụ không thấy. Tiếp một lần nhiệm vụ, kết quả náo động lên một trận đại sự, kỳ thanh trần cũng không dám nhận nhiệm vụ. Giang giật muốn chiếu cố huyền đế bọn người, chính hắn có tổn thương, kỳ thanh trần quả quyết hạ lệnh lần nữa chỉnh đốn một ngày. Huyền đế cảnh giới rất không tệ, đã đạt đến diệt ma chiến thần cấp bậc, tổng hợp chiến lực nhưng so sánh phong hào chiến thần nếu không lúc ấy bạch ra đi mấy tên cường giả cũng sẽ không cho hắn một người tự chém giết sở dĩ hắn khôi phục rất nhanh vẻn vẹn hạ giới thời gian mấy ngày tựu toàn bộ tốt để giang giật càng kinh ngạc là huyền đế thê tử khôi phục được càng nhanh vẻn vẹn hạ giới một ngày thương thế trên người lại toàn bộ tốt tự liền thân bên trên vết sẹo đều toàn bộ chóc ra bất tử tộc kia là một cái phi thường thần kỳ chủng tộc đương nhiên cũng không phải nói các nàng sẽ không chết các nàng thọ nguyên đến đồng dạng sẽ chết không chết ý tứ chỉ nói là các nàng thần hồn bất diệt, nhục thân tựu vĩnh viễn không cách nào hủy diệt, các nàng có thể niết bàn trùng sinh. Người người bạn kia tổng hợp chiến lực khẳng định sẽ rất biêu hãn, cùng bất tử tộc nữ tử song tu lời nói, có thể tu luyện bất tử ấn, đó là một loại phi thường bá đạo thần thông, còn có thể cảm mộ không chết áo nghĩa, giống như vận khí tốt, trực tiếp có thể đột phá phong vương cấp. Tại kỳ thanh trần sau khi giải thích, giang giật nội tâm nghi hoặc tận trôi qua, nghe được câu nói sau cùng hắn lông mày nhíu lại, trong mắt đều là vui sướng. Giống như huyền đế có thể đột phá phong vương cấp, vậy liền không còn gì tốt hơn. Huyền đế là thiên tinh giới người, thiên tinh giới thêm một cái cường giả, liền có thể thêm một người thủ hộ thiên tinh giới, hắn tự nhiên hy vọng huyền đế trở nên càng mạnh. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang giật quyết định đem huyền đế ba người đưa đi địa sát giới Giang giật phủ, ở nơi đó có địa sát quân chủ tại là tuyệt đối an toàn, tại Đãng ma cốc hắn địch nhân quá nhiều, huyền đế thê tử vẫn là chân quý bất tử tộc, rất dễ dàng xảy ra chuyện mà lại thiên tinh giới phụ thuộc vào địa sát giới có thể để mạch lăng thu hỗ trợ đem huyền đế đưa về thiên tinh giới nhìn xem còn như chính hắn thời gian ngắn không muốn trở về giống như y thiền bọn người trở về hắn khẳng định sẽ lập tức trở về một chuyến một mình hắn trở về phật đế doãn đế bọn người hỏi y thiền bọn người tại sao không có trở về hắn cũng không biết trả lời thế nào huyền đế ngược lại là không có dị nghị đi cái nào đều như thế hắn chỉ muốn cùng thê tử nữ nhi cùng một chỗ hảo hảo tu luyện thủ hộ thê nữ Giang giật tìm tới mạch trường hà cùng Địch Thiên Quân, mạch trường hà tự mình đưa Huyền Đế một nhà đi địa sát giới, đồng thời cam đoan ba người tại địa sát giới tuyệt đối an toàn. Huyền Đế đi, Giang giật cảm giác không có việc gì, chỉ có thể ở trong quân doanh thu luyện. Tay cầm thần thụ diệp tiếp tục tham ngộ bản nguyên áo nghĩa, chờ đợi một ngày trôi qua làm nhiệm vụ. Hắn bớt thời gian đi một chuyến kiếm sát bí cảnh, thu ngàn vạn kiếm sát tộc. Thiên Hàn Châu bên trong kiếm sát tộc không nhiều lắm, kiếm sát tộc thế nhưng là đồ tốt, có ngàn vạn kiếm sát tộc coi như phong vương cấp cường giả muốn giết hắn, cũng muốn tốn hao một phen chắc trở. Một ngày thời gian đủ rồi, kỳ thanh trần dẫn đội làm nhiệm vụ, lần này tiếp nhiệm vụ đơn giản một chút, hơn nữa cách khai các đại giới diện rất xa. Kỳ thanh trần sợ lại náo ra cái đại sự gì, cũng không dám tiếp cỡ lớn cùng nhiệm vụ nguy hiểm. Nhiệm vụ này rất đơn giản, chỉ là tiêu diệt toàn bộ một chút cấp thấp minh sứ, vẻn vẹn nửa ngày mọi người liền trở lại, giang giật cảm giác chiến công quá ít, đều không có nghỉ ngơi để kỳ thanh trần tiếp tục nhận nhiệm vụ giang giật chiến công kỳ thật đã đủ vào một lần nguyên thủy bí cảnh nhưng nguyên thủy bí cảnh bên trong cảm mộ tốc độ tương đối chậm ta giang giật nghĩ đến tiếp một đoạn thời gian nhiệm vụ tích lũy đầy đủ chiến công tiến vào hồng mông bí cảnh đem bản nguyên áo nghĩa triệt để cho cảm mộ hồng mông bí cảnh là địa giới nhất cường đại bí cảnh lần trước kỳ thanh trần ở bên trong bế quan ba ngày trực tiếp đem bản nguyên áo nghĩa cho cảm mộ có thể thấy được bên trong lĩnh hội tốc độ nhanh chóng giang giật phát hiện một vấn đề linh hồn của hắn quá yếu quá yếu sở dĩ lĩnh hội tốc độ so kỳ thanh trần chậm nhiều, mà linh hồn không có khả năng thoáng cái để thăng lên quá nhiều, cần chậm rãi tăng cường. Sở dĩ giang giật chuẩn bị tiếp một năm nhiệm vụ, đem linh hồn tu luyện ra, tích lũy đầy đủ chiến công trực tiếp đi vào hồng mông bí cảnh, nhất cử lĩnh hội bản nguyên áo nghĩa, lại nghĩ biện pháp đột phá phong vương cấp. Chỉ cần đạt tới phong vương cấp, hắn liền có thể quang minh chính đại đi thánh linh giới muốn người. Đến lúc đó mỹ ảnh vương lại không thả người, hắn tuyệt đối sẽ cưỡng ép cướp người lần này hắn không có lập tức đi đòi người đi nháo sự hoàn toàn là xem ở dung nham tử địa mỹ ảnh vương cuối cùng xuất hiện duyên cớ hao tốn mấy ngàn vạn thần nguyên giang giật mua rất nhiều linh hồn vật đại bổ tùy thời tùy khắc linh hồn đều tại tăng lên hắn cùng kỳ thanh trần hai người không ngừng đi đón nhiệm vụ mỗi lần liên tục ra ba bốn lần nhiệm vụ mới có thể nghỉ ngơi một ngày cái này một ngày thời gian giang giật cũng sẽ không lãng phí hoặc là tu luyện lực thần quyết hoặc là tụ lĩnh hội bản nguyên áo nghĩa thường xuyên vừa về đến tựu thẳng đến 10 vạn lần tu luyện mật thất bế quan. Đạt tới diệt ma chiến thần tình trạng, lực thần quyết đệ nhị trọng có thể tu luyện, bất quá tu luyện phi thường chậm, đây là có thần thụ diệp quan hệ, nếu như không có cái này lá cây sợ là không biết muốn tu luyện bao nhiêu năm. Cứ như vậy, thời gian tại giang giật lần lượt bế quan chung trôi đi, tại lần lượt làm nhiệm vụ bên trong chạy đi, chớp mắt đi qua một tháng. Một tháng thời gian địa giới hết thảy bình tĩnh, các giới không còn thảo luận giang giật sự tình, đáng ma cốc bọn xem giang giật ánh mắt không còn như quái vật đương nhiên còn rất là e ngại tại đáng ma cốc cũng không ai dám trêu chọc giang giật để giang giật có chút thất vọng cùng buồn bực là lục ưng vương còn không có xuất quan sở dĩ y thiền bọn người vẫn tại sổ ưng cốc không có lục ưng vương mệnh lệnh bất kỳ người nào còn không thể nào vào được giang giật mấy lần đều muốn đi mặc vũ bí cảnh nhưng ngẫm lại chính mình chút thực lực ấy cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng coi như thôi phía trước liền là luyện ngục bí cảnh Giang giật cùng kỳ thanh trần giờ khắc này ở hư không bên trong, hai người lần này tiếp nhiệm vụ rời đi luyện ngục bí cảnh không xa. Truyền tống trận còn không có sửa tốt, Giang giật một mực không có thời gian tới, lần này vừa lúc tiếp vào phụ cận nhiệm vụ, tự nhiên muốn đi luyện ngục bí cảnh một chuyến. Thần thụ đối với hắn có đại ân, thời gian dài như vậy không đến, Giang giật nội tâm sớm đã có thẹn, lần này quyết định đi làm mặt cảm ơn vì kia yêu tộc đại năng, kỳ thanh trần không yên lòng Giang giật theo tới. Phi hành một hồi, hai người đã tới luyện ngục bí cảnh vẫn quy củ cũ kỳ thanh trần vào giang giật không gian thần khí bên trong giang giật đâm xuyên hồng mông cương khí tiến vào luyện ngục bí cảnh a à, vận khí không tệ thần thụ ngay tại phía nam các loại chờ đi vào luyện ngục bí cảnh về sau giang giật thần thức tùy ý quét qua thế mà phát hiện kiếm sát tộc hải cốt đây là hắn đã từng đi qua đường thần thụ khoảng cách bên này khẳng định không xa đi kỳ thanh trần khẽ kêu trong tay màu đỏ nhuyễn kiếm xuất hiện liền phải đem vào tới âm thú đánh lui, Giang giật tiện tay thả ra một chút kiếm sát tộc nói, không cần ngươi động thủ, đi thôi. Có kiếm sát tộc quấn lấy, hai người nhẹ nhóm thoát thân một đường hướng phía nam bay đi, nhưng mà phi hành mấy canh giờ đến thần thụ phụ cận lúc, Giang giật cùng kỳ thanh trần lại đầy mắt thất vọng. Thần thụ không thấy, phụ cận còn có rất nhiều kiếm sát tộc hài cốt cùng rất nhiều âm thú hài cốt, nhưng này khỏa thương thiên đại thụ lại biến mất vô tung vô ảnh, tựa hồ cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua nó sẽ đi làm sao chẳng lẽ tại luyện ngục bí cảnh địa phương còn lại hay là đi thiên giới giang giật thất vọng thì thào vài tiếng luyện ngục bí cảnh quá tốt đẹp lớn mặc dù giang giật có thần âm pháp tác áp chế ở bên trong không có bất kỳ cái gì nguy hiểm nhưng muốn đem luyện ngục bí cảnh tìm một lần ít nhất phải mấy ngày thời gian được rồi giang giật có lẽ là vị đại nhân kia tạm thời không muốn gặp ngươi về sau hữu duyên ngươi lại làm mặt cùng nàng nói lời cảm tạ đi kỳ thanh trần nhẹ giọng an ủi thần thức tại phụ cận lần nữa cực lực liếc nhìn muốn nhìn một chút thần thụ phải trăng tại phụ cận. Kết quả vẫn là không thu hoạch được gì, tự liền lòng đất đều không có một đoạn dễ cây. a à, đó là cái gì? Kỳ thanh trần lông mày đột nhiên vặn một cái, nàng tại liếc nhìn dưới mặt đất lúc dò xét đến một vật. Nàng lần nữa dò xét mấy lần, Nguyễn Kiếm mua dưới đất đào một cái hố to, cuối cùng tìm được một viên hạt châu. Đây là một viên hạt châu màu xanh, phía trên có một đầu nhàn nhạt, nhạt màu xanh long văn, nhìn bên trong tựa hồ phong ấn một đầu thanh long chương 1603, Diệt Ma Đại Đế. A Thanh Trần, người nhặt được bảo, vận khí thật tốt A, à, thứ này xem xét liền là bảo vật A. À. Giang giật bị hạt châu này hấp dẫn, nhích lại gần cẩn thận quan sát thoáng cái, hạt châu này khí tức phi thường xa xăm, mà lại cùng loại nguyên thủy linh bảo khí tức, đây cũng là kiện bảo vật. Kỳ Thanh Trần không có đáp lời, cao mày xem xét tỉ mỉ hạt châu, nhìn một hồi còn thả ra thiên lực quán chú đi vào. Tại thiên lực tiến vào hạt châu sau trong nháy mắt quang mang phóng đại, trong hạt châu đầu kia thanh long bắt đầu du tẩu rất sống động phi thường thần kỳ quả nhiên kỳ thanh trần đôi mắt sáng lên mặt mũi tràn đầy mừng rỡ quay đầu nhìn qua giang giật nói quả nhiên là diệt ma châu giang giật vị đại nhân kia đối người thật tốt giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi nghi hoặc nói ra có ý tứ gì cùng ta có quan hệ gì hạt châu này là ngươi phát hiện a à. đương nhiên cùng ngươi có quan hệ kỳ thanh trần đem hạt châu đưa cho giang giật chỉ vào dưới mặt đất hố sâu nói ra hạt châu này trôn đến như vậy cạn tùy ý đến người đều có thể phát hiện. trước đó người tại luyện ngục bí cảnh lúc tại sao không có điều này nói rõ cái gì nói rõ hạt châu này là có người cố ý lưu lại rõ ràng là yêu tộc đại nhân để lại cho ngươi. a à nha giang giật cảm ứng thoáng cái hạt châu vẫn là mơ hồ nháy nháy mắt thưởng thức một phen hắn đem hạt châu đưa cho kỳ thanh trần nói nếu là ngươi phát hiện vậy liền cho ngươi đi hạt châu này nhìn cũng không có tác dụng gì a à. kỳ thanh trần bay một cái liếc mắt phong tình vạn trùng thấy giang giật nội tâm rung động nàng im lặng nói ra, ngươi biết cái gì hạt châu này ngươi nếu là xuất ra đi bán, tuyệt đối có người cầm nguyên thủy linh bảo cùng ngươi đổi. Cái gì, Giang giật kinh hãi, hạt châu này lại có thể có người cầm nguyên thủy linh bảo đổi hắn lần nữa cảm ứng một phen hạt châu này, còn thiên lực quán chú đi vào, nhưng vẫn không có bất luận phát hiện gì, hắn mơ hồ nhìn qua kỳ thanh trần nói, đây là vật gì ta cảm giác cũng không có kỳ dị địa phương, liền là con rồng này thật đẹp mắt. Cái này gọi diệt ma châu, kỳ thanh trần nghiêm mặt nói ra, đây không phải bảo vật, cũng không có bất kỳ cái gì công năng, hạt châu này nhưng thật ra là một cái chìa khóa, một cái mở ra một cái thần kỳ cung điện chìa khóa, hạt châu này hết thảy có 27. Chìa khóa, Giang giật cái hiểu cái không, hắn suy nghĩ một trận, đột nhiên linh quang lóe lên hỏi, diệt ma châu, diệt ma chẳng lẽ cùng diệt ma đại đế có quan hệ? Thông minh, kỳ thanh trần gật đầu nói, diệt ma đại đế kỳ tài ngút trời, từ hạ giới sau khi phi thăng như sao trổi quật khởi, vẻn vẹn hao tốn mấy năm thời gian tự đạt đến phong vương cấp. Sau đó hắn đi thiên giới, một người một kiếm giết ra một đường máu, thành tựu đế vị, xưng bá diệt ma giới, sáng lập diệt ma các. Đáng tiếc đại đế dẫn đầu đại quân tiêu diệt toàn bộ minh tộc lúc, bên trong minh tộc cái bẫy, toàn quân hãm sâu minh nguyên, đại đế vị yểm hộ đại quân rút lui, một người độc đấu thập đại minh vương, cuối cùng bị minh đế tự tay đánh chết. Hắn chiến tử thời điểm, đem chính mình chiến giáp binh khí toàn bộ ném vào diệt ma cung nội, phá vỡ không gian đem diệt ma cung đưa vào hư không bên trong. Cái này diệt ma cung bản thân liền là một kiện hồng mông linh bảo, bình thường ai cũng tìm không thấy, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian diệt ma cung nội biết bay bắn ra 27 mai diệt ma châu, bằng vào hạt châu này liền có thể tìm tới diệt ma cung, cuối cùng tiến vào trong cung điện. Diệt ma cung nội danh xương bí thuật 3.000, thần thông 7.000, nguyên thủy đạo thiên linh bảo vạn cái, còn có diệt ma đại đế diệt ma kiếm cùng diệt ma giáp đều là hồng mông linh bảo, ai có thể đạt được tự xem cơ duyên. Đại đế sau khi chết diệt ma cung xuất hiện 13 lần, mỗi lần đi vào người đều thu hoạch to lớn, nhất là diệt ma các đệ tử, đi vào tuyệt đối sẽ không tay không ra. Kỳ Thanh Trần giải thích cặn kẽ một lần, Giang giật nghe được nội tâm dâng trào không thôi. Nguyên Thủy Linh Bảo tự phi thường cường đại, Đạo Thiên Linh Bảo, còn có trong truyền thuyết Hồng Mông Linh Bảo sẽ có bao nhiêu cường đại mặc diệt ma giáp có phải hay không đứng đấy cho phong vương cấp cường giả thẻ đều thẻ không chết. Xem ra hạt châu này khẳng định là thần thụ lưu lại. Giang giật nghĩ nghĩ, nghĩ sự tình không có khả năng có trùng hợp như vậy, hạt châu tự chôn ở mặt đất như vậy cạn địa phương, ai theo đường này qua đều có thể dò xét đến. Bất quá nghĩ lại ngấm lại, hắn vẫn là đem hạt châu ném cho kỳ thanh trần nói ra, thanh trần, người đi tìm bảo đi, thực lực của ta không có người mạnh, mà lại ta cũng không thiếu bảo vật. Trên người của ta thế nhưng là có ba kiện nguyên thủy linh bảo, người còn mặc cực phẩm thần khí chiến giáp đâu. Phốc, kỳ thanh trần nở nụ cười xinh đẹp, đẹp đến mức lóa mắt, nàng cười khẽ lắc đầu nói, bằng vào hạt châu này chúng ta có thể đi vào ba người, ngươi cũng chớ làm bộ hào phóng, ngươi khẳng định cũng rất muốn đi vào đi chúng ta đi vào chung, chúng ta đều là diệt ma các, nhìn xem lần này có thể hay không vận khí nghịch thiên đạt được tốt bảo vật thần thông bí thuật loại hình ba người giang giật đôi mắt sáng lên, ai sẽ ngại bảo vật nhiều a, à, còn có thần thông bí thuật, đây chính là diệt ma đại đế thần thông bí thuật nhân loại sừng sững tại đỉnh phong nhất cường giả được vậy liền đi vào chung, còn có một người ngươi đi an bài đi giang giật hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay hỏi. Khi nào thì đi A à diệt ma cung ở đâu A? À? Gấp cái gì? Kỳ thanh trần cười khổ nói ra. Ta nhớ được trước kia xem xét diệt ma các tư liệu lúc. Phía trên từng có giới thiệu. Giống như diệt ma châu sau khi xuất hiện. Sau 3 tháng diệt ma cung mới có thể xuất hiện. Bất quá ra thiên giới đi. Chúng ta còn cần đi thiên giới một chuyến. Việc này đừng nóng vội. Cho ta trở về đưa tin hỏi một chút phụ vương. Thiên giới. Giang giật ngẩng đầu quan sát trên đỉnh đầu hư không. Bản năng cảm giác có chút run rẩy hắn nhưng từ không nghĩ tới đi thiên giới tương đối thiên giới tới nói địa giới xem như yên vui viên thiên giới đại bộ phận giới diện đều bị minh giới chiếm cứ chỉ còn lại một cái giới diện đau khổ trèo trống quần ma loạn vô a à. nhìn ngươi kia không có tiền đồ dáng vẻ kỳ thanh trần nhìn thấy giang giật mặt dò xét dáng vẻ đùa cợt nói ra lại không phải đi chân chính thiên giới nếu như ta nhớ không lầm hẳn là thiên giới cùng địa giới ngăn cách trong biển hỗn độn diệt ma cung giống như mỗi lần đều là ra trong biển hỗn độn yên tâm đi hỗn độn hải là tuyệt đối an toàn, minh giới đại quân rất ít đi hỗn độn hải, bởi vì ở đâu là nhân tộc hậu phương, rất dễ dàng bị nhân tộc đại quân đóng cửa đánh chó. a à nha, giang giật nhẹ gật đầu, nói ra, nói cái gì không có ý nghĩa, ngươi về trước đi biết rõ ràng rồi nói sau. đúng, còn có một người, người có thể để người phụ vương cùng đi a, à, như thế hội an toàn hơn. phụ vương, kỳ thanh trần lắc đầu nói, phụ vương chắc chắn sẽ không đi, trong lịch sử loại này tầm bảo đa số là người trẻ tuổi thế hệ trước sẽ không tham gia náo nhiệt. Người trẻ tuổi đi vào lại càng dễ đạt được trọng bảo, ân. Trở về rồi hãy nói đi. Tốt, Giang giật đối thần thụ phương hướng cung kính cúc cúi đầu ba cái, lấy ra liệt không thủ sáo mang theo kỳ thanh trần rời đi luyện ngục bí cảnh. Hưu, tại hai người rời đi sau nửa canh giờ, phía nam bay tới một đảo hắc ảnh, người này tại phụ cận nhìn lướt qua, ngẩn đầu nhếch miệng cười một tiếng, quân chủ thần cơ diệu toàn A, con cá quả nhiên mắc câu rồi, Giang giật cùng kỳ thanh trần đều sẽ đi diệt ma cung A à. kế hoạch có thể bắt đầu. chương 1604, Thiên giới Hảo Môn. Giang giật cùng kỳ thanh trần ngoài ý muốn đạt được một viên diệt ma châu, hai người đều phấn chấn không thôi, diệt ma cung bên trong bảo vật rất rất nhiều, ở trong đó thế nhưng là còn có hồng mông linh bảo A. À. Lớn như vậy địa giới hồng mông linh bảo có bao nhiêu kiện? Ba kiện, mà cái này ba kiện hồng mông linh bảo đều không phải là công kích loại hình phòng ngự, đều chỉ là phụ trợ loại hình. Tỷ như địa sát phương thiên hồn chuông, nghe rất bá khí, kỳ thật chỉ là tăng phúc linh hồn thôi. Phóng thích công kích linh hồn lúc uy lực có thể gia tăng rất nhiều, đáng tiếc sát phương công kích linh hồn cũng không phải là quá mạnh, sở dĩ thứ này liền là gân gà thôi. Diệt ma cung nội hồng mông linh bảo khác biệt, nghe nói bên trong hồng mông linh bảo còn không chỉ ba kiện, diệt ma kiếm là công kích hình, diệt ma giáp loại hình phòng ngự, diệt ma cung càng nhiêu Không nói cái khác, chỉ cần cái này ba kiện có thể được đến một kiện cũng có thể làm cho hai người thực lực tăng lên mấy lần. Còn có bên trong ngàn vạn thần thông, diệt ma đại đế tối cường địa phương liền là thần thông bí thuật. Năm đó hắn đi thiên giới sau không ngừng tiến vào các loại thượng cổ bí cảnh, phế tích, di chỉ, tìm kiếm tìm hiểu rất nhiều thượng cổ thần thông. Nếu như nói trên thế giới này thần thông nhiều nhất, tuyệt đối không phải bốn vị chính thống đại đế, mà là diệt ma đại đế. Bằng không hắn một người cũng không thể độc đấu thập đại minh vương diệt sát trong đó năm cái, cuối cùng còn cùng Minh đế tranh tài 3 ngày 3 đêm mới không địch lại vẫn lạc. Kỳ Thanh Trần sau khi trở về trước tiên đưa tin cho Thiên Hàn quân chủ, cầu vấn diệt ma cung sự tình. Vẹn vẹn qua 6 canh giờ, Thiên Hàn quân chủ đưa tin liền đến, hơn nữa còn là cố ý để cho người ta băng truyền tới tự viết. Quả nhiên tại hỗn độn hải, Kỳ Thanh Trần nhìn mấy lần sau đưa tay thư đưa cho Giang Giật, Giang Giật nhận lấy kỹ càng nhìn một chút, chân mày cau lại. Theo Thiên Hàn quân chủ nói, Diệt ma châu sau khi xuất hiện 3 tháng diệt ma cung tuyệt đối sẽ xuất hiện, bình thường đều ra trong biển hỗn độn. Tại diệt ma cung xuất hiện nửa trước tháng, diệt ma châu sẽ tự động phát sáng, dẫn đạo đi tìm diệt ma cung. Một viên diệt ma châu có thể vào ba người, thiên hàn quân chủ không có lẫn vào, để cho hai người chính mình quyết định. Không bằng hắn cường điệu hai người tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài tin tức, mà lại đi diệt ma cung không nên quá cao điệu, có thể nhường nhịn tự nhường nhịn một chút, nhường nhịn không được tình nguyện không đoạt bảo cũng muốn trước tiên rút lui diệt ma cung hồi trở lại địa giới, bởi vì trong lịch sử mỗi lần đoạt bảo gần như đều là thiên giới đại gia tộc người, đó là chân chính hào môn cử phách, tuyệt đối không thể đắc tội, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thiên giới hào môn, giang giật mày nhân lại liền là lo lắng cái này, đối với thiên giới hào môn công tử tiểu thư tới nói, các nàng liền là hai cái giấy nhũi, thật giống như địa giới người xem thường nhân giới phi thăng giả. Hai người bọn họ đi tìm bảo tương đương với tại một đám công tử nhà giàu tiểu thư trong miệng đoạt thức ăn rất dễ dàng xảy ra chuyện mà lại kỳ thanh trần xinh đẹp như vậy vạn nhất bị thiên giới công tử coi trọng kia liền càng phiền toái giang giật ngươi là lo lắng những cái kia hào môn kỳ thanh trần nhìn thấy giang giật không nói lời nào nhẹ giọng hỏi thăm về đến giang giật nhẹ gật đầu nàng nhàn nhạt cười nói kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần lo lắng bởi vì diệt ma cung phi thường lớn trở ra nói không chừng đều không đụng tới một người mà lại diệt ma cung bên trong lối ra nhiều lắm tùy ý có thể trốn tới chỉ cần ra hỗn độn hải chúng ta tự tuyệt đối an toàn hỗn độn hải tuyệt đối an toàn giang giật không hiểu nghi hoặc hỏi vì sao nói như vậy ha ha đến lúc đó người đi liền biết kỳ thanh trần cũng không giải thích lông mày nhíu lên nàng khó xử chính là một chuyện khác giang giật người nói chúng ta mang ai đi vào a người này thực lực không thể quá kém muốn tuyệt đối đáng tin dạng này người rất khó tìm a giang giật cùng kỳ thanh trần thực lực đều rất mạnh phong hào chiến thần coi như nhậm thiên phàm cấp bậc hai người đều chướng mắt trừ phi mang cái phong vương cấp nhưng thiên hàn quân chủ không muốn lẫn vào hai người còn có thể mang ai giang giật trầm mặc giống như tiểu ưng vương ở đây đem tiểu ưng vương mang lên cũng không tệ đáng tiếc tiểu ưng vương bị giam đi lên hai người luôn không khả năng đưa tin đi mặc vũ bí cảnh để lục ưng vương đem tiểu ưng vương thả ra đi trước tu luyện ra nhiệm vụ đi thời gian hẳn là còn sớm giống như khoảng cách diệt ma cung xuất hiện bán nguyệt lúc diệt ma châu hội một mực sáng lên, đến lúc đó ta lại đi hỗn độn hải tốt, giống như khi đó còn không có nhân tuyển thích hợp, chúng ta cũng đừng dẫn người. Kỳ thanh trần nghĩ nghĩ làm ra quyết định, không có người tốt chọn vậy không bằng không mang theo, nếu không dễ dàng xảy ra chuyện, vạn nhất mang cái bạch nhãn lang hai người đều sẽ bị hố chết. Giang giật nghĩ nghĩ cũng là đạo lý này, ai cũng không biết diệt ma cung lúc nào xuất hiện, có lẽ là bán nguyệt, có lẽ là một hai tháng, nói không chừng đến lúc đó tiểu ưng vương tựu được thả ra hai người không có lập tức làm nhiệm vụ, Giang Giật lựa chọn đi bế quan. Tiếp tục tham ngộ lực thần quyết cùng bản nguyên áo nghĩa, đồng thời không ngừng tăng lên linh hồn. Lần này hắn chủ yếu là lĩnh hội lực thần quyết, hắn có được nguyên thủy linh bảo người bình thường căn bản không cách nào hủy đi, giống như nhục thân đầy đủ cường đại, coi như phong vương cấp cường giả công kích cũng không thể nhẹ nhõm đánh giết hắn. Đạt tới diệt ma chiến thần cảnh giới có thể tu luyện lực thần quyết đệ nhị trọng, nhưng công pháp này quá biến thái, muốn tăng lên một chút xíu cũng khó khăn, đây là giang giật cầm trong tay thần thụ diệp tình huống dưới, nếu không tu luyện cái mấy chục năm, đệ nhị trọng có thể hay không đại thành còn hai chuyện. Đệ nhị trọng lực thần quyết giống như có thể đạt tới đại viên mãn chi cảnh, giang giật nhục thân liền có thể trong nháy mắt tăng lên nghìn lần. Kia là phi thường khủng bố một cái khái niệm, nhục thân tuyệt đối nhưng so sánh ô thiên vương thiên hàn vương bọn người, đến lúc đó phối hợp nguyên thủy linh bảo bạch ngọc giáp, đoán chừng phong vương cấp cường giả đều không thể chém giết hắn. Lý tưởng rất tốt đẹp, đáng tiếc giang giật tu luyện lâu như vậy, đệ nhị trọng vẻn vẹn mới tu luyện một chút xíu, vận dụng huyền hoàng chi lực nhục thân chỉ có thể tăng lên 120 lần, khoảng cách nghìn lần kém xa. Đương nhiên, Giang giật gần nhất không ngừng tại 10 vạn lần tu luyện mật thất tu luyện thiên lực, nương theo thiên lực tăng trưởng, nhục thân cũng sẽ tăng trưởng. Hắn nhục thân càng cường đại, vận dụng huyền hoàng chi lực về sau, tăng phúc tựu càng mạnh. Trước kia nhục thể của hắn miễn cưỡng nhưng so sánh kỳ thanh trần, vận dụng huyền hoàng chi lực tuyệt đối cùng có thể kỳ thanh trần sánh vai một lòng yên lặng trong tu luyện giang giật quên đi thời gian đằng sau dứt khoát không đi ra làm nhiệm vụ kỳ nguyệt tìm đến hắn một lần hắn cũng không có ra ngoài chỉ là để kỳ nguyệt chuyển cáo kỳ thanh trần chờ đã đến giờ tựu để hắn ông trong tu luyện giang giật đột nhiên bị bên ngoài cấm chế lấp lánh đánh thức hắn mở ra cấm chế thần thức quét ra đi con mắt đột nhiên co rụt lại coi là ban ngày thấy ma hưu hắn thần thức lần nữa quét qua thân thể tiêu xạ mà ra xông ra tu luyện mật thất nhìn qua đứng ở phía ngoài một cái khuôn mặt bình thường trung niên nhân, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra thật là ngươi độc linh. Trung niên nam tử một mặt kích động, một gối trùng điệp quỳ xuống nói thiếu chủ, ta trở về. Trở về tốt, về là tốt, Giang giật vội vàng đỡ dậy độc linh, sau đó khẩn trương hỏi, y thiền các nàng đâu cũng quay về rồi. Không có, độc linh có chút áy náy nói ra, các nàng còn tại sổ ưng cốc, chỉ có ta có thể đâm xuyên cấm chế ra, lục ưng vương đang bế quan, sổ ưng gốc mở không ra các nàng đều ra không được ba vị thiếu phu nhân để cho ta ra chuyển cáo ngươi ngươi đừng quá lo lắng các nàng ở bên trong hết thảy bình an nha giang giật đầy mắt thất vọng mỹ ảnh tộc có thể đâm xuyên cấm chế độc linh có thể ra cũng bình thường hắn khoát tay áo nói độc linh ngươi tôi lại phượng quân doanh trước ở ta còn được tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian ta chính tu luyện tại mấu chốt địa phương qua mấy ngày xuất quan thiếu chủ ngươi không thể tu luyện Độc Linh lắc đầu cười nói, kỳ thật ta trở về đã 12 ngày, tới là bởi vì thượng tướng quân nói diệt ma châu sáng lên, chúng ta muốn lên đường đi hỗn độn hải. Đúng, thượng tướng quân nói để cho ta cùng một chỗ đi theo.